Hoàng gia báo thù ký giới thiệu vắng tắt. Đến duyệt trang web dưới cờ đọc càng nhiều tác phẩm của ta đi. Tai họa bất ngờ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đồng chí, Nguyệt Khắc Phong Cao. Canh năm, trên đường phố Kinh Thành trống rỗng, một mảnh đen kịt. Trong hoài vương phủ im ắng, một bóng đen tung người nhảy vào viện, nhẹ nhàng mở cửa, mấy người giang hồ xông vào. Trên nóc nhà cũng có một hắc y nhân đang phi hành, xem ra đều là khinh công chỉ có cao thủ giang hồ mới có. Hắc y nhân nhẹ nhàng đẩy phòng ngủ của Hoài Vương ra, tới gần giường, một chưởng hướng Hoài Vương trên giường đánh tới. Nói thì muộn, khi đó nhanh, ngay khi bạn tay trùm lên đầu. Hoài Vương đang ngủ, đột nhiên xoay qua một bên, một con cá chép đánh thẳng, bay ra ngoài giường. Hắc y nhân thấy thế, đuổi theo Hoài Vương, hai người đánh nhau ra cửa một hắc y nhân khác giơ kiếm lên đâm về phía vương phi đang hoảng sợ vạn phần máu tươi nhuộm đỏ mang dương hoài vương cùng người áo đen đánh nhau đánh thức người trong phủ quản gia cầm kiếm cũng nhằm phía trong viện mấy hắc y nhân vây quanh hai người người tới võ công cao cường nội lực thâm hậu một người trong đó một chưởng đánh trúng sau lưng hoài vương hoài vương lão đảo lui về phía sau miệng phun máu tươi hoài vương lớn tiếng hỏi bổn vương chưa từng kết thù với các ngươi vì sao muốn giết ta?" Đầu lĩnh Hắc Y nhân nói. "Chúng ta là người trong giang hồ, được người ta ủy thác, muốn diệt cả nhà ngươi." Hoài Vương nói. "Trước khi chết, có thể cáo kẻ thù không?" Hắc Y nhân bên cạnh nói. "Dù sao cũng phải chết, cáo ngươi không sao, cạnh tranh vị trí thái tử." Đầu lĩnh vội vàng nói. "Đừng nói nhảm với hắn." Hoài Vương ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, vô cùng bi thống nói. Lão nhị, ta và ngươi thủ túc tình thâm, muốn nói thẳng, để cho ngươi làm tốt, cần gì giết cả nhà ta. Hắc y nhân dẫn đầu bay về phía Hoài Vương, liên kích hai chưởng, Hoài Vương ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, tức tuyệt bỏ mình. Quản gia quát to một tiếng. Tướng quân. Hai hắc y nhân lại cùng nhau vây công quản gia, còn lại mấy hắc y nhân gặp người liền giết, người hầu nha hoàng bà tử các đều ngã ở trong vũng máu quản gia cầm kiếm trái phải ngăn cản, hắc y nhân đánh rơi kiếm, phát lực, một chưởng đánh trúng quản gia ngực, một người khác bay lên, từ đỉnh đầu bổ lên một chưởng. Quản gia lập tức thất khiếu chảy máu, ngã xuống. Toàn bộ giết sạch, không lưu người sống, không nên buông tha hoài vương nhi tử. Người áo đen lục soát từng phòng một, gặp người là giết, lục soát toàn bộ phủ đệ, không thấy tiểu vương tử và quan phụ tá hoài vương. Một hắc y nhân nói bỏ sóc đứa nhỏ, có thể là tùy tùng mang đi. Đầu lĩnh nói. Đuổi theo, quyết không thể chạy thoát. Hắc y nhân ở bên ngoài tìm nửa ngày, trở về nói. Hẳn là trốn đi, trời tối không nhìn thấy. Hắc y nhân dội dầu, phóng một mồi lửa, hoài vương phủ lập tức thiêu đốt lên, ánh lửa tận trời, hoài vương phủ hơn một trăm người tán thân biển lửa. Trong hoàng cung, hoàng đế đang rửa mặt, thái giám hoảng hốt tiếng vào quỳ xuống khóc nói bệ hạ, hoài vương phủ bị mất nước, toàn phủ không ai sống sót. Thái tổ lớn tuổi nghe xong, một trận mê muội, cung nữ nhanh chóng đỡ lấy. Thái tổ rơi lệ nói. Trẫm mới điều hắn trở về, xác lập thái tử, sao lại xảy ra chuyện này? Thái tổ nói. Truyền tể tướng quốc sư. Thái giám ra cửa cung, nhị hoàng tử Nghĩa Vương, tam hoàng tử Trung Vương đều chờ ở cửa. Nghĩa Vương mặt không chút thay đổi bước đi trung vương khóc đến thở không ra hơi thấy công công đi ra lôi kéo hỏi phụ hoàng có muốn điều tra hay không đại ca nhất định là bị người hãm hại công công nói trung vương nén bi thương biết ngươi cùng hoài vương tình thâm lão nô muốn đi mời tể tướng quốc sư chỉ chốc lát sau tể tướng đi trước thấy thái tổ nói lão thần cho rằng việc này kỳ quặc thái tổ nói theo ý kiến của khanh sẽ là ai tể tướng nói vị trí thái tử hai người hiềm nghi lớn có muốn tra rõ không thái tổ nói quên đi trẫm đã lớn tuổi thân thể không tốt điều tra lại đau mất một đứa con tể tướng nói vậy vị trí thái tử thái tổ nói xem tình thế định lại quân quyền và ngôi vị hoàng đế mỗi người một người kiềm chế lẫn nhau mới không tay chân tương tàn thái tổ nói bệ hạ anh minh chỉ sợ có người muốn cả hai. Thái tổ nói. Trung vương tính tình nóng nảy, hữu dũng vô mưu, để hắn quản gia, chỉ sợ không chịu nổi. Tể tướng nói. Vi thần cũng lo lắng, thời cuộc trung chuyển, quốc gia không yên ổn, kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Thái giám tuyên báo. Quốc sư đến. Quốc sư thoạt nhìn hơn 60, một thân đạo sĩ trang phục, tóc bạc hồng nhan, cầm phất trần, đi đường mang gió, vừa nhìn chính là luyện gia tử. Quốc sư đứng hành lễ. Bệ hạ, nhưng là vì chuyện ngoài cung. Hắn và hoàng đế là huynh để bái bả tử, cùng nhau đánh hạ Giang Sơn, cho nên rất tùy tiện. Thái tổ nói. Quốc sư, theo ý kiến của ngươi, làm sao bây giờ? Quốc sư vuốt trâu nói. Mau chóng lập thái tử, chuyện hoài vương không cần theo đuổi. Thái tổ nói. Ai thích hợp? Quốc sư nói. Nghĩa vương làm thái tử, trung vương quản quân quyền xuất kinh, đây là kế tạm. Thái tổ nói. Quốc sư đã sớm hiểu rõ trong lòng. Quốc sư nói. Lão thân đi qua hoài vương phủ, là cao thủ gây nên, người giang hồ trộn lẫn, tất là tài ương huyết quan. Bệ hạ thân thể không tốt, trung vương cũng nguy hiểm, cho nên không nên động tĩnh lớn. Nếu không, quốc tướng bất an. Thái tổ nói theo ý nhị vị khanh quốc sư nói lão thân vẫn nâng đỡ hoài vương sau khi nghĩa vương lên ngôi cáo lão về quê thái tổ nói hắn sẽ không động thủ với ngươi quốc sư nói thỏ chết chó nấu ta là người luyện võ không thích hợp ở triều đình đến hương giả cùng cốc thanh tĩnh thái tổ nói ngươi ý đến đây trẩm chuẩn thái tổ ban chỉ nghĩa vương phong làm thái tử ở Đông Cung. Trung Vương tiếp nhận quân quyền Hoài Vương, chưởng quản toàn quân, lấy hổ phù rời kinh, không triệu không được vào thành. Trung Vương rơi lệ. Đại ca, tìm thư uyển chết oan quá, đệ đệ vô năng. Trung Vương dập đầu trước đống đổ nát, mang theo quân đội gia quyến, đến biên quan. Thoáng cái thiếu hai đối thủ, Trung Vương cũng rời đi vì mình dẫn đội. Nghĩa Vương trong lòng rất đắc ý, vui vẻ hồi phủ. Vu Công Bình bèn nói thầm cùng các đạo binh rằng. Các ngươi để cho họ giết con trai Hoài Vương, là người của Hoài Vương, có lẽ đã ẩn mình trong nhà người, lén lút trình rập, và đuổi các sĩ quan phụ tá đi. Quân sư lẻn vào tầng hầm. Trong phòng tối trốn tránh hai người, một nam một nữ, một thân hắc y, chính là ban đêm Hoài Vương phủ người. Thấy người tới, hai người cùng kêu lên. Nghĩa Vương nói thế nào? Quân sư cười nói vất vả cho hai vị đại hiệp đã lên làm thái tử giết hoài vương tử để diệt hậu hoạn vàng không thể thiếu các ngươi ngày sau lên làm hoàng đế chính là thiên hạ của chúng ta nam nhân cười ha ha hảo hảo minh chủ võ lâm không phải lâm tiếu thiên ta thì còn ai khác nữ nhân nói chúc sư huynh sớm làm minh chủ lâm tiếu thiên nói hoa trên biển có nguyện làm minh chủ phu nhân hay không hải hải hoa nói ngươi lên rồi hãy nói quân sư các ngươi đừng cao hứng còn có nhiệm vụ quốc sư phó tướng đều biết võ công hai người nhìn nhau cười cùng vọng nói thứ lỗi cho bọn họ cũng không phải đối thủ của ta quốc sư hồi phủ chuẩn bị lộ phí vàng bạc dắt khoái mã nói với sĩ quan phụ tá ngươi mau đưa một phong tiểu vương tử đi vân mộng sơn vậy có một cao nhân tu đạo vân hạt tiên sinh có thể bảo vệ tính mạng hắn dạy hắn võ công sau khi lớn lên sẽ trở về đoạt vị quốc sư viết thư nhét vào trong tả lót lại bảo vú em trong phủ cho con ăn bọc chăn bông nhỏ buộc chặt trên lưng sĩ quan phụ tá từ cửa sau ra khỏi phủ người hầu trốn ở chung quanh quốc sư gia lập tức hồi phủ báo cáo lâm tiếu thiên cùng hải hải hoa vội vàng rời khỏi kinh thành đuổi theo sĩ quan phụ tá vân mộng sơn bạn đang nghe tại truyện chấm audio viên sĩ quan phụ tá cổng hoàng tử ra roi thúc ngựa chạy như bay trên đường trên đường vào mùa đông người đi đường rất ít tiếng vó ngựa đặc biệt vang dội đi được nửa ngày đến nơi rừng núi hoang dã viên sĩ quan phụ tá xuống ngựa đưa đứa bé xuống xem hoàng tử bé đang ngủ ngon lành hắn lại một lần nữa trên lưng sợ có người đuổi theo lại vội vàng chạy đi đi qua những con đường rừng rậm rạp băng qua sông sắc trời đã tối thấy ven đường có một khách sạn sĩ quan phụ tá vào viện tiểu nhị dắt ngựa đi đút buông vương tử xuống tiểu vương tử oa oa khóc lớn lên sĩ quan phụ tá ông dỗ bà chủ từ sau tủ rượu đi ra ông lấy đứa nhỏ nói búp bê đói bụng nói xong nàng liền bảo tiểu nhị bưng cháo tới từng ngụm từng ngụm đút tiểu vương tử ăn rất ngon sĩ quan phụ tá gọi một gian phòng gọi rượu và thức ăn bắt đầu ăn bà chủ nói một người đàn ông lớn sao có thể mang theo một đứa bé sĩ quan phụ tá nói là con của ca ca tẩu tẩu bệnh qua đời đưa đến nhà bà ngoại bà chủ nói đứa bé đáng thương bà chủ thay tả cho búp bê mặc quần áo tử tế giao cho sĩ quan phụ tá sĩ quan phụ tá ăn no thấy trong tiệm chỉ có mấy thương nhân ở trọ liền hỏi khách trọ không nhiều lắm. Bà chủ nói: Trời lạnh chỉ có thương nhân mới đi lại bên ngoài, tuyết rơi lại càng không có ai. Sĩ quan phụ tá lên lầu nghỉ ngơi, xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy mấy quan binh đi vào cửa, hắn sợ là truy binh, chỉ chốc lát sau người đã đi. Viên sĩ quan phụ tá đặt đứa bé xuống, nằm xuống ngủ, dự định ngủ nửa đêm liền đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nửa đêm viên sĩ quan phụ tá gói ghém hoàng tử bé đang ngủ say, xuống lầu chuẩn bị đi chủ tiệm thức giấc nói khách quan trời tối đường trơn rất lạnh đứa nhỏ chịu không nổi vẫn là trời sáng mới đi sĩ quan phụ tá nhìn bốn phía tối đen ngẫm lại rất có đạo lý liền lui về phòng ngủ ăn cơm xong bà chủ lại cho con ăn thay tả viên sĩ quan phụ tá thấy hai vợ chồng họ rất tốt bỏ lại một thỏi bạc rồi đi lại đi nửa ngày đã đến chân núi vân mộng sơn núi cao nước sâu, phong cảnh tú lệ, cây cối chọc trời, núi non trùng điệp, sơn lam sương mù, vân hơi hà úy, khí tượng ngàn vạn, nước suối róc trách. Mấy ngọn núi lớn mây mù lượn lờ, tiên khí bồng bềnh. Viên sĩ quan phụ tá thở phào nhẹ nhõm, bế đứa bé và chuẩn bị vào núi. Không ngờ trong rừng chui ra hai người, vặn cười nói. Chờ ngươi đã lâu, lưu đứa nhỏ lại, tha cho ngươi một mạng. Sĩ quan phụ tá đánh giá người tới, một võ nhân áo đen và một phụ nhân áo đỏ, tướng mạo hung tàn, không giống người tốt. Viên sĩ quan phụ tá gói đứa bé lại, đặt nó lên lá cây, rút kiếm ra và đánh nhau với cả hai. Sĩ quan phụ tá cuối cùng đánh không lại cao thủ, mấy hiệp, liền bị nam nhân làm bị thương, miệng phun máu tươi. Người đàn ông vừa đánh vừa nói. Sư muội đi giết đứa nhỏ. Sĩ quan phụ tá sốt ruột, muốn đi bảo vệ đứa nhỏ, lại bị nam nhân đánh một chưởng nữ nhân bay đi ông lấy đứa nhỏ dơ lên thật cao, ném về phía xa. Viên sĩ quan phụ tá nhắm mắt lại, nghĩ thầm. Xong hết rồi. Trong nháy mắt hắn ngủ gật, một đạo bóng trắng bay qua, tiếp được đứa nhỏ oa oa khóc lớn, ôm vào trong ngực. Ba người ngây ngẩn cả người, lúc này mới thấy rõ người tới quần áo màu trắng, thần thanh khí sản tuấn lãng nam nhân, một thân tiên khí. Nữ nhân đầu tiên kinh hỉ kêu lên. Đại sư Huynh, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Bạch sắc tiên nói. Lâm tiếu thiên hải hoa, hai người các ngươi lại làm ác. Người đàn ông hờ hững, vừa phát lực, một cổ chân khí đánh về phía sĩ quan phụ tá, sĩ quan phụ tá ngã xuống đất. Bạch y đạo sĩ, vương trưởng phát lực, lấy thế giời núi lấp biển, đánh trúng nam nhân, nam nhân nắm ngực lùi lại vài bước, một ngụm máu tươi phun ra. Bạch y nam tử lại ra tay với nữ nhân, nữ nhân cuốn quyết tránh né, cầu khẩn nói đại sư huynh không làm chuyện xấu nữa bạch y đạo sĩ thu tay lại lớn tiếng nói cúc lại phát hiện các ngươi làm nhiều chuyện ác quyết không dễ tha nữ nhân nâng nam nhân bị thương dậy hoảng sợ chạy trốn bạch y đạo sĩ nâng sĩ quan phụ tá dậy đang muốn cứu sĩ quan phụ tá tức giận nói ta tìm vô ưu tử đạo sĩ nói chính là ta viên sĩ quan phụ tá nắm lấy tay vô ưu tử nói. Đây là con trai hoài vương, bởi vì vị trí thái tử, chịu độc thủ của nghĩa vương, chính là người vừa rồi ban đêm tập kích hoài vương phủ, cả nhà diệt môn. Ta len lén cứu vương tử ra, quốc sư dặn dò đưa đến đây, mới có thể bảo vệ tính mạng. Hai tử giao cho ngươi, ta rốt cục hoàn thành sứ mệnh. Nói xong sĩ quan phụ tá liền tắt thở. Vô ưu tử chôn sĩ quan phụ tá, Viết lên trung nghĩa chi sĩ Vô U tử mang theo hài tử Phi nham tẩu bích Một đường đằng vân giá vũ Bay lên núi Trên vách núi cao nhất Có một chỗ thác nước Sau vách núi là thảo nguyên bằng phẳng Có một tòa thiền viện Vô U tử tiên sinh tiến viện Đại đệ tử Thái Bạch chào đón Sư phụ đã xảy ra chuyện gì Vô U tử nói Đưa người tới Thái Bạch tiếp nhận vương tử Ông vào trong phòng Đặt lên giường cởi chăn nhỏ thư rơi ra thái bạch nhặt lên đưa cho sư phụ vô u tử mở ra nhìn nói hắn tên là triệu mộc phong vừa vặn một tuổi vô u tử cất kỹ thư nói thái bạch ngươi đi nấu cháo bưng tới cho hắn ăn thái bạch đi bếp phòng nhị đồ để thiếu thanh đang nấu cơm thấy đại sư huynh thiếu thanh cao hứng nói đại sư huynh cơm sắp xong rồi thái bạch mở nắp nồi ra thấy là cháu liền nói được được sư phụ ông đứa bé về thiếu thanh nói biết rồi hai người nói chuyện nấu cơm chỉ chốc lát sau liền bưng cháu đi ra thái bạch nói sư phụ người đi ăn cơm để con đút vô u tử nói ta đến uy đi gọi bọn họ đến tìm thư uyển vê đút vê đút vê đút. giao su sinh chấm com thái bạch gọi nhị sư đệ lại đi thư phòng gọi tam sư đệ tử mặt. Thấy ba đồ đệ đến đông đủ, Vô U tử nói: "Đây là tiểu sư đệ, sau này chiếu cố hắn nhiều hơn, hắn là hoàng tôn, cả nhà bị người độc sát, thân mang trọng trách." Ba đệ tử trăm miệng một lời nói: "Sư phụ yên tâm, chúng ta sẽ làm thân huynh đệ." Vô U tử nói: "Đi ăn cơm đi." Bốn người đến bàn cơm, cháo xanh thức ăn sáng, bánh bao Vô U Tử ngồi xuống trước, các đồ để mới ngồi, sư phụ ăn xong, bọn họ mới bắt đầu cầm đũa. Ăn không nói gì, tất cả mọi người không nói lời nào, sau khi ăn xong, Vô U Tử dính dính miệng. Thái Bạch nói. Sư phụ, người đi đã tọa, buổi tối con dẫn tiểu sư đệ đi, sau này để nó ngủ với con. Vô U Tử nói. Người bất quá mới 20 tuổi, có thể chăm sóc tốt hắn sao? Thái Bạch nói. Sư phụ, người yên tâm còn có thể trông chừng vô u tử nói nhưng ngươi còn phải luyện công thái bạch nói không chậm trễ được gì dẫn cậu ta luyện tập thiếu thanh và tử mặc cũng nói chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ vô u tử cười nhìn đồ đệ gật gật đầu hài lòng đi thiền phòng tu hành thiếu thanh thu dọn bát đổ đi rửa thái bạch vào phòng thay tả cho mộc phong tử mặc mang nước nóng tới thái bạch nói sư đệ, đa tạ. Tử mặt mới 15 tuổi, tính trẻ con chưa hết, nhìn một phong, sờ sờ mặt cười đùa, một phong nở nụ cười. Tử mặt nói. Tiểu sư đệ thật thú vị. Thái Bạch nói. Sau này ngươi tới thăm tiểu sư đệ. Tử mặt nói. Được được được. Thái Bạch mặc quần áo cho một phong, ông lấy nói. Tử mặt, cậu ông trước, tôi đi tìm quần áo cũ, đổi thành quần áo nhỏ cho cậu ấy tử mặt ông lấy, dỗ dành một phong. Tiểu sư đệ. Dốc lòng dạy bảo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vô U Tử đang ở thư phòng viết văn chương, ba tuổi tiểu một phong nhìn chầm chầm sách trên giá sách, tò mò lấy tay sờ sờ. Vô U Tử thấy thế, vẫy vẫy tay nói. Một phong, lại đây. Một phong đi tới bên cạnh sư phụ, vô U Tử ông lấy hắn, ngồi ở trên đùi mình nói. Ngươi muốn học chữ sao? Một phong trừng mắt nhìn sư phụ, gật đầu. Sư phụ, con cũng muốn đọc sách, giống như sư huynh bọn họ. Vô u tử vuốt vuốt trâu, cười nói. Được được, sư phụ sẽ dạy ngươi. Vô u tử viết chữ, kiên nhẫn dạy. Một phong đọc mấy lần, sư phụ lại tận tay dạy cậu viết, cậu rất nghiêm túc viết. Mấy sư huynh từ thủy liêm động luyện võ xong trở về, thấy một phong viết chữ, cười nói. Quá nhỏ đi sư phụ nói nó có thể học chữ luyện võ các con sau này dẫn nó đi đặt nền móng sau này nó ngoại trừ ăn cơm ngủ còn lại chính là luyện công học tập nó còn nhỏ ba người các con chăm sóc thái bạch huấn luyện công thiếu thanh phụ trách ăn cơm ngủ tử mặc giám sát học tập chờ nó lớn lên vì sư tự mình dạy ba đệ tử nói sư phụ chúng con sẽ coi chừng tiểu sư đệ một phong kéo tay thái bạch ông cậu thân mật nói cậu không còn là tiểu bảo bảo nữa thái bạch dẫn theo hai năm mộc phong coi hắn như phụ thân thân cận vô u tử nhìn thái bạch nói sau này không thể nuông chịu hắn nữa nghiêm khắc một chút mới tốt thái bạch cười nói sư phụ nó mới ba tuổi vô u tử không lên tiếng cúi đầu viết gì đó thái bạch ông mộc phong vào trong viện thiếu thanh cầm giỏ trúc và thùng gỗ đi chân trần thái bạch nói lại muốn đi đánh cá thiếu thanh vừa đi vừa nói đúng vậy ra đầm vớt chút cá thêm cơm một phong cao hứng vỗ tay có cá rồi thái bạch nói sư đệ muốn ta hỗ trợ không thiếu thanh nói không cần chờ uống canh cá tươi thái bạch thấy thiếu thanh đi ra ngoài lôi kéo một phong đến bên cạnh vườn rau hậu viện nhìn gà nuôi trong hàng rào nhổ chút rau xanh ném vào một phong ghé vào lan can xuyên qua khe hở sờ gà trống gà trống quay đầu nhắc tới tay một phong một phong lùi về phía sau thái bạch nhìn cười nói cũng không dám chiêu nó một phong dùng chân đá hàng rào tức giận nói gà trống hỏng thái bạch nói gà trống mỗi ngày đều gáy gọi chúng ta dậy thái bạch đi vào trong ổ gà sờ soạn mấy quả trứng vui vẻ nói lại đẻ trứng có thể cho sư phụ một phong ăn. Thái Bạch lại rút mấy củ cải trắng, ông theo một phong trở về tiền viện. Thái Bạch đem đồ đặt đặt trong nhà bếp, lôi kéo một phong đến dưới tạng cây tùng bách trong viện, bàn đá tròn ngồi xuống, ngoài viện hương đào lê. Thái Bạch bảo một phong đứng thẳng, hai tay công bằng, hai chân nửa ngồi xổm, bước ngựa. Thái Bạch nói, cậu luyện cái này trước, tôi đi chọn nước tưới rau. Một phong làm tốt tư thế nói. Đại sư huynh, anh đi làm việc, em tự luyện là được rồi." Thái Bạch đi nhà bếp lấy thùng gỗ, đến vách núi ngoài viện chọn nước suối. Thái Bạch chạy mấy chuyến, qua một canh giờ, Thái Bạch lại đem vài nước gánh đầy. Thái Bạch thấy một phong vẫn như cũ, liền đi tới vỗ vỗ một phong nói: "Được rồi, chân có tê không?" Một phong thu hồi, thả lỏng nói: "Như vậy rất tốt, không tê." Thái Bạch cao hứng nói: "Một phong" lâu như vậy một tư thế của cậu còn không tê cậu là người luyện công một phong kéo cánh tay thái bạch nói đại sư huynh dạy em thái bạch trong lòng nói đứa nhỏ này so với chúng ta đều tốt hơn thiếu thanh đã trở lại trong thùng gỗ có vài con cá sống trong giỏ trúc còn có vài con đã được dết sạch sẽ thái bạch nói sư đệ hôm nay bắt nhiều như vậy thiếu thanh dương dương tự đắc nói với lệ lợi phẩm đúng vậy trời ấm đều toát ra mặt trời đã lên cao thiếu thanh nói mau làm cơm trưa thái bạch đi theo vào thiếu thanh vo gạo cho vào nội thái bạch ngồi trong bếp đun sôi thiếu thanh đổ cá sống vào trong chậu gớm đổ nước lên bừng đến trên bàn trong viện dưỡng hỏa thiếu thanh nói với một phong đang ngồi chơi tiểu sư đệ nuôi cá cho ngươi một phong nhìn con cá đang bơi vui vẻ đưa tay bắt lấy quá trơn không bắt được thiếu thanh nhìn một phong cười cười lại quay về thức ăn rửa rau xanh cắt xong thái bạch đổ rất nhiều gậy gỗ vào bếp liền ra sân sau nhổ hành xào tỏi thiếu thanh vê gạo dùng giỏ điều khiển xào rau xanh chiên cá lớn cá nhỏ cho nửa nồi nước và đậu phụ nấu canh thái bạch đem bàn gỗ chuyển vào trong viện cùng thiếu thanh mang thức ăn cùng canh lên còn có cơm thái bạch nói một phong đi gọi sư phụ tam sư đệ ăn cơm. Một phong nghe lời xoay người chạy đến phòng sách, ghé vào cửa lớn tiếng nói. Sư phụ, ăn cơm thôi. Vô U Tử nói. Được được, nói với đồ đệ mài mực, người đi trước đi. Tử mặt buông giải mực xuống, lôi kéo một phong cùng ra cửa. Thái Bạch lấy ra một bình rượu đào hoa, rót cho sư phụ. Thấy chỉ có tử mặt, liền hỏi. Sư phụ đâu? Tử mặt nói có thể còn chưa viết xong. Thái Bạch nghe xong, cầm một cái đĩa gấp một con cá, một cái khác đựng rau xanh, lại múc một bát canh, một chén cơm và rượu, đặt ở trên khay kéo. Thái Bạch bưng khay gỗ lên nói: "Các ngươi ăn trước, ta mang đến cho sư phụ." Thái Bạch đi vào đặt ở trên bàn nói: "Sư phụ, ăn xong bận rộn." Vô U tử nhìn cá nói: "Hôm nay thức ăn không tệ, đồ tốt." Thái Bạch nói: lấy rượu. Vô U Tử nói. Được được, ngươi mau đi ăn đi. Thái Bạch trở về viện, tìm Thư Uyển xem bọn họ còn chờ, liền nói. Mau ăn. Tử mặt nến thử cá nói. Nhị sư huynh, tay nghề của huynh càng ngày càng tốt. Thái Bạch múc canh trước, đặt trước mặt một phong nói. Ăn nhiều canh, phát triển thân thể, dinh dưỡng không thể thiếu. Một phong bưng lên, uống vang lên. Thiếu thanh nói. Tiểu sư đệ đã lâu không thấy mặn. Thái Bạch nói: "Gà cho ăn tốt một chút để nhiều trứng." Tử Mặc nói: "Hay là lên núi bắt gà rừng?" Thiếu Thanh nói: "Cái này có thể có, thỏ rừng gà rừng cũng nhiều." Tử Mặc nói: "Bắt lợn rừng nuôi." Thái Bạch nói: "Cho ăn cái gì, chúng nó ở trên núi có đồ ăn, cuối năm chúng ta đi bắt một con." Thiếu Thanh nói: "Đúng đúng." lợn rừng để lại hoa màu tai họa thái bạch cẩn thận lấy từng cái gai ra đưa thịt cho mộc phong mộc phong ăn rất ngon thiếu thanh và tử mặc cũng xiên thịt cho mộc phong ba sư huynh để cuối cùng đem cá nhỏ dài dòng cơm nước xong mấy người nhặt sạch cái bàn thiếu thanh tắm ở nhà bếp trong phòng sách vô u tử còn đang viết chữ thái bạch cùng tử mặc nhẹ nhàng đi vào hai người không dám lên tiếng tử mặc lại mại mực thái bạch bưng bát trở về nhà bếp thái bạch giúp thiếu thanh thu dọn nhà bếp ba sư huynh đệ lại cùng nhau đến thủy liêm động phía sau luyện công một phong đứng trong phòng sách nhìn sư phụ viết chữ rất là nhàm chán liền lấy tay dính nước viết chữ lên mặt bàn vô ưu tử thấy một phong cười như vậy đứng dậy cầm một quyển sách đưa cho một phong một phong nhận lấy lật xem bên trong không biết chữ mỗi trang tranh vẽ đều là một người luyện công vô u tử nói chiếu theo tư thế của người trên mà làm một phong cầm sách vào trong viện dựa theo động tác phía trên khoa tay múa chân dịch kim kinh bạn đang nghe tại truyện chấm audio đảo mắt đã mười năm trôi qua một phong trưởng thành thành một thiếu niên nhẹ nhàng nhiều năm như vậy hắn mỗi ngày không phải luyện công chính là học văn nội công đã là rất tốt vô u tử thư phòng một nửa đều bị hắn đọc qua vô u tử thấy ngộ tính của đệ tử tốt, còn có thể chịu khổ. Tìm ra quyển sách trân quý dịch kim kinh. Nói với Mộc Phong. Sau này cậu luyện quyển sách này, hiểu rõ luyện tinh. Mộc Phong quỳ xuống nói. Đồ nhi nhớ kỹ. Mộc Phong hai tay tiếp nhận bút tích thật, hắn biết là bản lẽ, càng là tuyệt học võ lâm, kích động lật xem. Vô U Tử nói. Đây là bản gốc Đạt Ma Tổ Sư truyền xuống, không thể truyền đọc người ngoài. Một phong hỏi. Các sư huynh cũng không thể nhìn. Vô U Tử nói. Ba vị sư huynh của ngươi, theo sư phụ tu đạo thành tiên, nghiên cứu thuật trường sinh bất lão, đã thoát ly giang hồ, ngoài tam giới. Tu luyện tâm kinh, công phu của bọn họ đã là thượng thừa. Bởi vì ngươi thân mang cừu hận gia quốc, phải trở lại trần thế trừng ác dương thiện, phồn vinh quốc gia, tạo phúc dân sinh, cần học một môn tuyệt kỹ lập thân an mệnh vô U tử nói dịch có nghĩa là thay đổi thay đổi thay đổi gân có nghĩa là gân gân kinh có nghĩa là hướng dẫn pháp luật nội công của ngươi đã đạt tới dốc lòng nghiên cứu một năm dịch khí hai năm dịch huyết ba năm dịch tinh bốn năm dịch mạch năm năm dịch tủy sáu năm dịch cốt bảy năm dịch gân tám năm dịch phát chín năm dịch hình dịch cân kinh bao gồm hai phương pháp rèn luyện nội công và ngoại công mỗi phương có 12 thế. Nội công áp dụng kiểu đứng, lấy tư thế nhất định, mượn hơi thở dẫn dụ, từng bước tăng cường chức năng gân mạch và tạng phủ. Đa số dùng lực bất động. Hít thở thoải mái tự nhiên là thích hợp, không thể thoát khí. Dịch cân kinh tư và phương pháp rèn luyện có 12 thế, tức vi đà hiến sử, có 3 thế, trích tinh hoáng đấu, ba đĩa rơi xuống đất, xuất trảo sáng cánh, túng ngược cửu ngưu vĩ, cửu quỷ rút mã đao thành long thám trảo, ngoạ hổ vô ăn, đánh cung thế, công vị thế. Dịch cân kinh ngoại công chú trọng ngoại tráng, dịch cân kinh ngoại kinh đồ thuyết chỉ ra. Phạm hành ngoại tráng công phu, cần ở chỗ tỉnh hướng đông lập, tỉnh lượng ngưng thần, toàn thân không cần dùng sức, chỉ cần dùng khí quán hai tay, nếu dùng sức một chút thì không thể quán hai tay. Mỗi hàng một thức, mặc đến 49 chữ, tiếp hành hạ thức, không xen kẻ đoạn đi thức thứ nhất tự giác tâm tư pháp tắc đều quen thuộc mới đi thức thứ hai tóc giả bán nguyệt trì giả một tháng các thức đều quen thuộc kỳ lực tự có thể quán thượng đỉnh đầu luyện lực này luyện khí vận hành dịch gân mạch chi pháp cũng vậy vô u tử nói ngươi có nhớ những thứ này không đi luyện trước đi chỉ có trong quá trình luyện ngươi mới có thể lĩnh ngộ một phong dập đầu ba cái nói sư phụ đồ nhi đi luyện vô ưu tử phất phất tay một phong rời khỏi thiền phòng một phong ông bảo thư đi tới sau núi nhảy xuống thác nước chui vào trong động bắt đầu luyện tập một phong hai chân mở ra đầu ngay ngắn trước mắt nhìn miệng khép hờ điều chỉnh hô hấp hàm ngực thẳng lưng súc bụng buông vai toàn thân tự nhiên thả lỏng chiếu theo trong sách cùng sư phụ dạy nghiêm túc luyện tập thế thứ nhất Vi Đà hiến sử một phong hai cánh tay cong khuỷu tay, từ từ dơ lên trước ngực thành thế ông bóng, gập cổ tay lập chưởng, đầu ngón tay hướng lên trên, lòng bàn tay đối diện, khoảng cách chừng 10cm. Vai, khuỷu tay, cổ tay nằm trên cùng một mặt phẳng, hợp hô hấp làm 8.20. Lần sau, trong miệng lẩm bẩm, lập thân kỳ chính trực, hoàn chấp tay làm ngực, khí định thần giai liễm, tâm thanh mạo diệt cung. Thế thứ hai hoành gánh hàng ma sử hai chân tách ra rộng bằng vai bàn chân kiên định hai đầu gối hơi lỏng hai tay từ trước ngực từ từ vương ra ngoài tới hai bên giơ ngang lập chưởng chưởng tâm hướng ra ngoài hai mắt nhìn về phía trước khi hít vào ngực giãn ra cánh tay thẳng về phía sau khi thở ra đầu ngón tay vểnh lên lòng bàn tay chống ra ngoài lặp đi lặp lại tám hai mươi lần sau quyết viết ngón chân treo trên mặt đất, hai tay mở ra, tâm bình khí tĩnh, trận mắt há hốc mồm. Thế thứ ba. Chưởng thác thiên môn hai chân mở ra, mũi chân chạm đất, gót chân nhấc lên. Hai tay giơ lên quá đỉnh đầu, lòng bàn tay hướng lên trên, hai ngón giữa cách nhau 3 cm, trầm vai cong khuỷu tay, ngửa đầu, mắt nhìn chưởng lưng. Lưỡi liếm lên, hơi thở đều đặn. Khi hít vào, hai tay dùng ám kình hết sức nâng lên, hai chân đồng thời dùng sức đạp xuống. Khi thở ra, toàn bộ cơ thể được thả lỏng và lật hai bàn tay về phía trước và xuống. Khi thu thế, hai chưởng biến quyền, lưng quyền hướng về phía trước, chi trên dùng sức đem hai quyền chậm rãi thu tới eo, quyền tâm hướng lên trên, chân đi theo. Lặp lại 8. 20 lần sau. Quyết viết. Chưởng thác thiên môn mục thượng quan, túc tim địa lập thân đoan. Lực chu chân uy hiếp hồn như thực cắn chặt răng không buông lỏng. Lưỡi có thể sinh tân tương thỉ, mũi có thể điều tức giác an tâm. Hai quyền chậm rãi thu hồi, dùng sức còn muốn đè nặng lên. Thế thứ tư. Trích tinh hoán đấu thế chân phải hơi dời bước về phía trước bên phải, cùng chân trái hình thành bát tự nhiên, tùy thế nghiêng về bên trái. Quỳ gối, nhấc gót chân phải, thân hướng trầm xuống, hư bộ bên phải. Tay phải dơ cao duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng xuống phía dưới, đầu hơi nghiêng phải hai mắt ngưỡng mộ lòng bàn tay phải cánh tay trái công khuỷu tay tự nhiên đặt sau lưng khi hít vào đầu hướng lên đỉnh hai vai thẳng ra sau khi thở ra toàn thân thả lỏng lại trao đổi tư thế rèn luyện hai bên trái phải liên tục năm mười lần sau quyết viết một tay chống trời chưởng đầu càng từ trong chưởng chú hai tròng mắt mũi hít khí liên tục điều tức dùng sức thu hồi trái phải thế thứ năm kéo ngược thế chính đuôi trâu bước chân phải trước một bước quỳ gối thành cung bước phải tay phải nắm chặt giơ lên phía trước hai mắt quan quyền tay trái nắm chặt cánh tay trái gập khuỷu tay nghiêng người buông xuống sau lưng khi hít vào hai quyền nắm chặt nội thu quyền phải thu tới vai phải quyền trái buông xuống sau lưng khi thở ra hai quyền hai cánh tay thả lỏng trở lại động tác chuẩn bị lại xoay người về phía sau, thành cung bước bên trái, tay trái tay phải luân phiên tiến hành. Thở 5.10 lần. Lần sau. Tìm thư uyển www chấm com quyết viết. Hai chân sau duỗi về phía trước gặp lại, bụng dưới vận khí thả lỏng, dùng sức ở hai cánh tay, quan nguyên tu chú sông đồng. Thế lực thứ sáu. Thế cánh sáng của móng vuốt hai chân mở ra, hai cánh tay dơ ngang trước, lập trưởng lòng bàn tay hướng về phía trước, mười ngón dùng sức tách ra, miệng hổ đối nhau, hai mắt trợn mắt nhìn thẳng phía trước, tùy thế gót chân nhấc lên, lấy hai mũi chân duy trì thể trọng. Lại hai chưởng chậm rãi tách ra, chi trên thành một chữ dơ ngang, lập chưởng, lòng bàn tay hướng ra ngoài, theo thế chân đi theo. Khi hít vào, hai chưởng dùng ám kình duỗi ra, ngón tay vẫn về phía sau. Khi thở ra, lòng bàn tay được thư giãn. Liên tục tám. 12. lần sau quyết viết động thân kim trận mắt đẩy tay về phía trước dùng sức thu hồi chỗ công cần bảy lần toàn bộ thế thứ bảy cửu quỷ rút mã đao thế mũi chân tương hàm gót chân chia lìa thành hình bát tự hai cánh tay hướng về phía trước thành bàn tay xiên đứng trước ngực tay trái gặp khuỷu tay về phía sau thành câu tay đặt sau lưng đầu ngón tay hướng lên trên tay phải từ trên vai gặp khuỷu tay lại duỗi ra giữ chặt ngón tay trái khiến tay phải thành hình ông cổ. Ngón chân cào đất, thân thể nghiêng về phía trước, giống như rút đao. Khi hít vào, hãy căng tay thật chặt và thư giãn khi thở ra. Trao đổi trái phải. Lặp lại năm. Mười lần sau. Quyết viết. Nghiêng đầu cong cánh tay, ông đỉnh đến cổ, tự đầu thu hồi, phất ngại lực mảnh. Tả hữu tương luân, thân thẳng khí tỉnh. Lời bài hát thuy sét ốc lan phan chân trái kéo dài qua bên trái một bước quỳ gối xuống ngồi sổng thành bước ngựa thân trên thẳng tắp hai tay chống nạnh lại gập khuỷu tay lật bàn tay hướng lên trên cánh tay nhỏ giơ thẳng như nâng vật nặng ngừng một lát hai tay lật bàn tay xuống phía dưới cánh tay nhỏ duỗi thẳng thả lỏng như thả vật nặng xuống động tác tùy theo hơi thở mà tiến hành khi hít vào như trạng thái nâng vật khi thở ra như trạng thái phóng vật lặp đi lặp lại 5.10 lần. Lần sau. Lúc thu công, hai chân từ từ duỗi thẳng, chân trái thu hồi, hai chân khép lại, thành hình đứng thẳng. Quyết viết. Thượng kiên chống lưỡi, trương mâu ý chú nha, văn, lầm lẫn, giả dối. Hai chưởng lật lên, nặng ngàn cân có thừa. Trừng mắt kim ngậm miệng, đứng lên không nghiêng. Không u tử. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thế thứ 9. Thanh Long thăm dò thế trảo hai chân mở ra, hai tay thành ngửa quyền bảo vệ eo. Tay phải vươn về phía trước bên trái, năm ngón tay nặng thành câu tay, phía trên quẹo trái. Vòng eo chuyển động từ trái sang phải, tay phải cũng theo đó từ trái sang phải vạch vòng ngang, khi tay vẽ lên phía trên, thân trên nghiêng về phía trước, đồng thời thở ra. Khi vẽ đến bên trái thân thể, thân trên duỗi thẳng, đồng thời hít vào. Trái phải trao đổi, hành động ngược lại liên tục năm. Mười lần sau. Quyết viết. Thanh long tham trảo, trái từ phải ra. Tu sĩ hiệu quả, chưởng khí thật thà. Lực chu vai lưng, vây quanh đầu gối, hai mắt bình chú, tức điều tâm mật. Thế thứ mười. Mà hổ phát thực thế chân phải bước một bước dài về bên phải, gặp đầu gối phải ngồi sổng xuống, thành thế chân trái của cung phải. Thân trên nghiêng về phía trước, hai tay chống đất, đầu hơi ngẩng lên mắt chú ý phía dưới. Khi hít vào, đồng thời hai cánh tay duỗi thẳng, nâng cao và cố gắng thăm dò, trọng tâm dời về phía trước. Khi thở ra, đồng thời gặp khuỷu tay, ngực rơi xuống, phía trên thu lại, trọng tâm dời về phía sau, vận sức chờ phát động. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, theo hô hấp mà hai cánh tay co duỗi, thường thể phập phồng, trước dò sau thu, như mảnh hổ vồ ăn. Động tác liên tục năm. Mười, sau đó, đổi thế chân trái cung phải đầy tớ tiến hành, động tác như trước. Quyết viết. Hai chân phân ngồi sổng tự như nghiêng, co duỗi tả hữu chân tương canh, ngẩng đầu ngực thăm dò tiền thế, yển bối thắt lưng còn giống như vững vàng. Hù sinh lẫn nhau, với nhau. Hàng Long phục hổ thần tiên sự, học được chân hình cũng vệ sinh. Chương 11 Cung kính hai chân mở ra, mũi chân cài vào. Hai tay ngửa lên chậm rãi hướng trái phải mà lên, dùng sức ôm chặt phía sau đầu, ngón tay búng ra sau đầu một lát. Phối hợp với hơi thở để làm động tác gặp người, khi hít vào, thân thể thẳng tắp, mắt nhìn về phía trước, đầu như đỉnh vật. Văn, tới, kịp. Sức chưa đạt tới, thẹn mình không theo kịp, thừa lúc, nhân dịp, bắt, bắt bớ. Đại bổ, đại bư, bắt, bắt bớ. Bắt bỏ tù. Căn cứ vào thể lực lặp đi lặp lại tám. Hai mươi lần sau quyết viết. Hai tay cùng cầm não, rủ eo tới đầu gối, đầu duy thăm dò dưới hán, miệng càng nghiến răng. Yểm nhĩ thông giáo tắt, điều nguyên khí tự nhàn, đầu lưỡi còn chống đỡ, lực ở khuỷu tay song công. Thế thứ 12 Thế đuôi công hai chân mở ra, hai tay ngửa từ trước ngực từ từ dơ lên đỉnh đầu, mắt nhìn bàn tay mà dời, thân đứng thẳng, chớ ưỡn ngực nhô bụng, mười ngón giao nhau, xoay cổ tay nâng lên, chưởng hướng lên trên, ngửa người, thắt lưng công về phía sau, mắt nhìn lên. Sau đó thân trên gặp lại, hai tay rũ xuống, đẩy tay xuống đất, ngẩng đầu trừng mắt. Khi thở ra, uốn cong xuống và gót chân hơi rời khỏi mặt đất, khi hít vào, thân trên đứng lên, chân đi theo đất. Lặp đi lặp lại 21 lần. Thu công. Đứng thẳng, hai cánh tay trái phải dơ lên, co duỗi 7 lần. Quyết viết. Đầu gối thẳng cánh tay duỗi, đẩy tay tự địa, trừng mắt ngẩng đầu, ngưng thần nhất chí. Đứng lên dậm chân, 21 lần. Trái phải duỗi cánh tay, lấy bảy làm chí, càng làm tọa công, khoanh chân cục mắt. Miệng chú vào tâm, tức điều vào mũi, định tĩnh nải khởi, quyết công duy trì. Thế thứ 12. Thế cuối công việc hai chân mở ra, hai tay ngửa từ trước ngực từ từ dơ lên đỉnh đầu, mắt nhìn bàn tay mà dời, thân đứng thẳng, chớ ứng ngực nhô bụng. Mười ngón giao nhau, xoay cổ tay nâng lên, chưởng hướng lên trên, ngửa người, thắt lưng cong về phía sau, mắt nhìn lên. Sau đó thân trên gặp lại, hai tay rũ xuống, đẩy tay xuống đất, ngẩng đầu trừng mắt. Khi thở ra, uống cong xuống và gót chân hơi rời khỏi mặt đất, khi hít vào, thân trên đứng lên, chân đi theo đất. Lặp đi lặp lại 21 lần. Thu công. Đứng thẳng, hai cánh tay trái phải dơ lên, co duỗi 7 lần. Quyết viết. Đầu gối thẳng cánh tay duỗi, đẩy tay tự địa, trừng mắt ngẩng đầu, ngưng thần nhất chí. Đứng lên dậm chân, 21 lần. Trái phải duỗi cánh tay, lấy bảy làm chí, càng làm tọa công, khoanh chân cục mắt. Miệng chú vào tâm, tức điều vào mũi, định tĩnh nải khởi, quyết công duy trì. Một phong mỗi ngày đều ngốc trong động, thái bạch mỗi ngày đưa ba bữa cơm, mệt nhọc thì ngủ trên bàn trong động, bẩn thì tắm rửa dưới thác nước, quần áo bẩn cũng là quá trắng. Cứ như vậy, tròn 6 tháng trôi qua. Một phong mới nhớ kỹ 12 chiêu, hắn biết đây chỉ là gia lông, tiếp theo còn phải khổ luyện. Cũng đến Tết Trung Thu, Thái Bạch nói. Sư phụ bảo con về ăn Tết. Một phong đi ra khỏi động, mùa thu vân mộng sơn rất đẹp, mây mù lượn lờ, hoa cúc dại nở đầy sườn núi, lá đỏ phản chiếu trong xanh biếc. Một phong trở lại thiền viện, sư phụ nhìn râu tóc dài, nói đùa. Giả nhân tới. Mộc Phong ngượng ngùng nói: Sư phụ, lâu như vậy không gặp hai người, rất nhớ. Nhờ có ba vị sư huynh chiếu cố, Mộc Phong mới có thể an tâm luyện tập. Thái Bạch cầm kéo, bảo Mộc Phong ngồi xuống nói: Tới cắt tóc trâu cho cậu. Thiếu Thanh nói: Tiểu sư đệ, bắt gà rừng thỏ. Mấy thầy trò ngồi dưới ánh trăng sáng tỏ, gió mát hiu hiu. Vô U Tử nói: Mộc Phong, đi một lần. Một phong biết sư phụ muốn khảo nghiệm thành tích của hắn. Đến giữa viện đùa dẫn 12 thế dịch kim cân, liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi. Vô u tử hài lòng gật đầu. Nhớ thì nhớ, nhưng tinh túy còn cần nhiều năm tu luyện mới được chính quả. Một phong cúi đầu nói. Tạ sư phụ. Thái bạch bẻ đùi gà đưa cho một phong nói. Mau ăn. Vô u tử nói. Bốn sư huynh đệ các ngươi đã ở trên núi nhiều năm, Thái Bạch năm tuổi lang thang đầu đường xin cơm, theo sư phụ lên núi 25 năm, hiện giờ tu vi võ công đã là thượng thừa. Thiếu Thanh ba tuổi thân nhiễm ôn dịch, người nhà toàn bộ mất đi, trải qua sư phụ cấp cứu nhặt được cái mạng, đi theo vi sư 24 năm, võ công cũng là ở phía trước. Tử mặc là tội thần mồ côi, tìm thư uyển www đúp đúp đúp.giaosushin.com vi sư theo pháp trường cứu, bất quá 10 tuổi, đi theo đại sư huynh cũng có hơn 10 năm lại tu vài năm còn có thể ba sư huynh các ngươi chiếu cố một phong mười năm đối với vi sư cũng tôn như phụ thân các ngươi đấy lòng thiện lương cần cù dũng cảm vi sư rất vui vẻ nếu các ngươi có người muốn xuống núi vi sư nguyện ý cho qua tứ đệ tử quỳ xuống nói sư phụ người đã cứu chúng ta giáo hội võ công nguyện cả đời đi theo không nhập thế gian vô u tử nói một phong ngươi đứng lên tương lai ngươi phải về triều đình kế thừa vương vị tạo phúc cho lê dân bách tính sư phụ là người độ ngươi một phong nói sư phụ người vĩnh viễn là cha mẹ tái sinh của con vô u tử cười nói sư phụ là tu đạo tiên pháp phổ độ chúng sinh là bổn phận một phong nói sư phụ người muốn tới thiên đình vô u tử cười nói vì sư đang tu hành sư tổ ngươi chính là vũ hóa thành tiên bay đi bốn đệ tử đồng thời hỏi thật vậy sao vô u tử nói đúng vậy lão nhân gia thu nhận mấy đồ nhi của chúng ta đã mấy trăm tuổi vi sư cũng đã hai trăm tuổi nhìn tóc bạc đồng nhang bất quá năm mươi tuổi sư phụ mấy đồ đệ sửng sốt đến nói không nên lời bất quá sư phụ bình thường đến vô ảnh đi vô tung bay tới bay lui một chỉ thần công có thể bổ đá gọt sắt Thái Bạch nói. Sư phụ, ngài hẳn là lợi hại nhất đi. Vô U Tử nói. Sư phụ không tranh giành hư danh giang hồ, chỉ nói tu vi, cứu khổ cứu nạn, không trộn lẫn hồng trần ân ái. Tử mặc nói. Sư phụ, cái này cũng quá vĩ đại, dạy đồ nhi đi. Vô U Tử nói. Từ từ luyện đi, tâm tùy niệm động, thân thể chỉ là thể xác, tâm tỉnh vạn vật mới tỉnh. Các ngươi còn trẻ, sẽ không nói nhiều. Vì sư đi luyện đan, các ngươi có thể nhân dịp Tết giải trí một phen. Vô ưu Tử nói xong rời đi, lưu lại các đồ đệ trận mắt há hốc mồm. Học được chân công. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vị đăng chính quả giả, kỳ sơ cơ hữu nhị. Nhất nhật thanh hư, nhất nhật thoát khoáng. Năng thanh hư tắc vô chướng, Năng thoát khoáng tắc vô ngại. Vô ngại vô chướng, Thủy Khả nhập định xuất định hỷ. Tri hồ thử, tắt tiếng đạo hữu kỳ cơ hỷ. Sở vân thanh hư giả, tẩy tủy thì giả, thoát khoáng giả, dịch cân thị giả. Tẩy tủy chi thuyết, vị nhân chi sinh cảm vu tình dục, vừa rơi xuống hữu hình chi thân, mà tàng phủ chi hài cốt tất cả đều là dơ bẩn sở nhiễm, tất tẩy rửa sạch sẽ, không một chút khuyết điểm chướng ngại, mới có thể bước siêu phàm nhập thánh chi môn, không bởi vậy thì tiếng đạo vô căn cứ. Người tẩy tủy, muốn thanh kỳ nội. Dịch cân giả, dục kiên kỳ ngoại. Nếu có thể nội thanh tĩnh, ngoại kiên cố, đăng thọ A vực ở giữa phản trưởng, hà hoạn vô thành. vả lại vân dịch cân giả, vị nhân thân gân cốt do thai nhi mà chịu, có gân thả người, gân con người, gân mỹ giả, gân yếu người, gân con người, gân tráng giả, gân thương người, gân kình người, gân hòa người, đủ loại không đồng nhất, tất cả đều do thai. Như gân thả tắc bệnh, gân co tắc gầy, gân mỹ tắc liệt, gân yếu tắc giải, gân co tắc vong, gân tráng tắc mạnh, gân thư tắc trường, gân kình tắc cương, gân hòa tắc khang. Nếu trong người không thanh hư mà có chướng ngại, ngoài không kiên cố mà có chướng ngại, há có thể nhập đạo sao? Cố nhập đạo mạc tiên vu dịch cân dĩ kiên kỳ thể, tráng nội dĩ trợ kỳ ngoại. Nếu không, đạo cũng khó kỳ. Văn, lầm lẫn, giả dối. Văn, lầm lẫn, giả dối. Dũng tức biến hóa chi dịch giả. Dịch chi biến hóa, mặc dù tồn tại âm dương, mà âm dương chi biến hóa, thực tồn hồ nhân. Làm cho nhật nguyệt trong bình, bác trưởng chi âm dương. Sao, bi giả, bi kỳ văn chi vãn giả. Văn, lầm lẫn, giả dối. Cao thấp giả dịch kỳ lên xuống, hậu tiên giả dịch kỳ chậm chạp, thuận nghịch giả dịch kỳ lui tới, nguy giả dịch chi an, loạn giả dịch chi trị, họa giả dịch chi phúc vong giả dịch chi tồn khí số giả có thể dễ dàng vãn hồi thiên địa giả có thể dễ dàng phản bội hạ tất dễ dàng chi công giả dù am biết dối gian như thế dù em biết đắng cây chua xót nhiên cân nhân thân chi kinh lạc giả ngoài khớp xương trong cơ bắp tứ chi bách hài không chỗ không gân không kinh không lạc liên lạc chu thân thông hành huyết mạch mà là tinh thần phụ trợ như vai người có thể phụ tay có thể nhiếp chân có thể dày, toàn thân hoạt bát linh động giả, dài gần chi thẳng nhiên giả giả. Há có thể cho phép thả lỏng, co giật, mỹ, nhược tai. Mà người bệnh, gầy, liệt, giải sâu, lại thà rằng nhập đạo. Phật tổ lấy phương pháp vãn hồi hòa giải, người có gân dễ dàng lấy thư, người yếu đuối dễ dàng lấy cường, người có gân dễ dàng lấy hòa, người có gân dễ dàng lấy dài, người có gân dễ dàng lấy cường. Tức là thân bùn đất, có thể lập thành thiết thạch, sao lại dễ dàng như vậy? Thân chi lợi giả, thánh chi cơ giả, thử kỳ nhất đầu nhỉ. Cho nên âm dương làm người nắm, mà âm dương không thể tự là âm dương. Mỗi người một thành, mà người chớ vì âm dương sở la. Lấy huyết khí đuổi, mà dễ làm kim thạch chi thể. Đội vô chướng, ngoại vô chướng, thủy khả nhập đắc định khứ, xuất đắc định lai. Nhưng công phu của quân này cũng không phải là chuyện nhỏ mà công có dần dần pháp có trong ngoài khí có vận dụng đi có khởi dừng tới dược vật khí chế tiết hậu tuế nguyệt ăn uống sinh hoạt thường ngày thủy chung đều có trưng nghiệm người vào tư môn nên làm lòng tin trước thứ lập ngu tâm anh dũng kiên định tinh tiến như pháp hành trì mà không ngừng tự nhiên không gì không lập được thánh vực vô u tử nói đây chính là lời trong kinh thư ngươi nhất định phải hiểu dụng tâm luyện đợi một thời gian mới có thể luyện thành thân thể kim cương một phong quỳ xuống dập đầu nói sư phụ đệ tử nhớ kỹ vô u tử nói ngộ tính của ngươi tốt trời sinh học võ đợi ngươi trưởng thành liền có thể triển khai tình cảm gia quốc một phong thở dài tạ sư phụ vô u tử nói đi thôi một phong một đầu lao vào trong thủy liêm động dựa theo chỉ điểm trong sách khổ luyện mỗi chiêu mỗi thức thông hiểu đạo lý trong lúc luyện tập thể hội cảm giác không giống nhau lại đối chiếu kinh văn xem có sai lệch hay không một phong đến mức si mê có thể không ngủ không nghỉ ngủ đều là ngồi thiền thái bạch đưa cơm tới thấy cậu rất vất vả liền khuyên nhủ một phong mệt mỏi nghỉ ngơi một chút một phong nói đại sư huynh không mệt đây là luyện tâm tĩnh, bài xuất tạp niệm thái bạch nói được ngươi không hiểu thì hỏi sư phụ ngàn vạn lần không được tẩu hỏa nhị sư huynh đặc biệt nấu canh cá cho ngươi thái bạch rót canh đậu hũ cá trong bình gốm ra đưa cho mộc phong mộc phong uống một ngụm nói tươi quá nhìn mộc phong há to miệng thái bạch mỉm cười nhìn tiểu sư đệ mới mười ba mười bốn lại muốn luyện tuyệt học cao nhất võ lâm trong lòng không khỏi đau lòng thở dài mộc phong nhìn đại sư huynh thở dài hỏi đại sư huynh ngươi làm sao vậy thái bạch nghĩ đến lời sư phụ nói vội vàng lắc đầu nói không sao ngươi yên tâm luyện công chúng ta che chở ngươi mộc phong cười cười nói cảm ơn ba sư huynh đã giúp tôi thái bạch nói đây đều là việc trong bổn phận ngươi là người muốn làm đại sự chúng ta đều không bằng ngươi mộc phong nói đại sư huynh là các ngươi thành toàn cho ta ngươi không cần quá vất vả mỗi ngày đưa một lần là đủ rồi, lấy nhiều bánh bao, uống nước suối là được. Thái Bạch nói. Cái này không được, phải ăn đồ nóng. Mộc Phong nở nụ cười. Đại sư Huynh, ngươi đã quên, ta đang luyện công, đất cũng có thể tiêu hóa. Thái Bạch nói. Một mình anh ở đây có buồn không? Mộc Phong nói. Không buồn, phải tĩnh tâm, tâm hành hợp nhất, mới chung một. Thái Bạch nói. Được rồi, tìm thư uyển tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa cậu luyện tập vài năm là chịu đựng được một phong nói đại sư huynh cảm ơn anh đã yêu một phong thái bạch vỗ vỗ một phong nói tiểu sư huynh ngươi là do ta nuôi lớn ta cũng không kém phụ thân ngươi bao nhiêu không khỏi có chút cưng chiều ngươi một phong muốn quỳ xuống dập đầu thái bạch vội giữ chặt nói sư huynh không có ý biểu công một phong nói tôi biết cậu đau lòng một phong nhất ngươi hảo hảo luyện công ta về sau ít quấy rầy ngươi thái bạch nói xong xoay người rời đi một phong nhìn thân ảnh đại sư huynh lẩm bẩm tức giận sẽ không đại sư huynh chưa bao giờ nổi giận một phong vứt bỏ hết thảy tạp niệm tâm tâm niệm niệm luyện công đã tọa từ trong ra ngoài đã thông kinh lạc khí huyết thông thuận cố định nguyên khí lục phủ ngũ tạng bài xuất trọc khí từ màng đến gân, dẻo dai kiên cố, có thể mềm như buồn, cứng như thép, bảo vệ kinh mạch. Một phong theo như lời trong sách, lấy tinh hoa của thiên địa. Thái dương chi tinh, thái âm chi hoa, nhị khí giao hòa, hóa sinh vạn vật. Nhật thủ vu sóc, vì giữ nguyệt sơ chi giao, kỳ khí phương tân, kham thủ nhật tinh. Sóc thủ nhật tinh, dần mão thời, cao sử mặt đối, điều hòa hơi thở mũi, tế hấp quan hoa, hợp mãn một ngụm, bế tức ngưng thần tế nuốt xuống, lấy ý đưa xuống, về phần trung cung, là vì một nuốt. Bảy nuốt, tỉnh thủ một lát, sau đó khởi hành, tùy tùng thù lao, không hề trở ngại. Nguyệt thủ vu vọng, vì kim thủy doanh mãn, kỳ khí chính vượng, kham thủ nguyệt hoa. Thiết sóc vọng ngày gặp mưa dầm hoặc giá trị không xuể, thì lấy mùng 2, mùng 3, 16, 17, vẫn có thể ngưng thần bổ sung. Vọng thủ nguyệt hoa, diệt chuẩn tiền pháp, vu giờ tuất, thải nuốt thất nuốt. Thiên nhiên vừa trang trọng vừa tình cảm. 113,13, chỉ có người có lòng tin mới có thể dùng được. Năm năm, một phong mới đem dịch cân kinh toàn bộ học thành, tu thành chân công. Giang hồ phân tranh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vô u tử ngồi ở trong viện, đánh giá huyết khí phương cương, khôi ngộ cao ngất, ngọc thụ lâm phong, một phong tiêu sái đẹp trai. Một phong quỳ xuống nói sư phụ đồ nhi đã trở lại vô u tử vỗ vỗ ngực kiên cố của mộc phong nói đứng lên trạng thái không tệ mộc phong đứng dậy vô u tử âm thầm phát lực mộc phong vẫn không nhúc nhích vô u tử nói đây là hộ thể tập thể hình ngăn cản ngoại lực xâm hại nội công của ngươi quả thật tăng tiến rất nhiều còn cần luyện tập dung hợp võ công khác mộc phong bổ vào một tảng đá tảng đá lập tức vỡ thành mấy cánh mấy sư huynh vỗ tay khen hay vô ưu tử nhìn nói ngươi về sau mỗi ngày tiếp tục luyện còn muốn đọc sách đem trong phòng sách đều xem hết mộc phong nói sư phụ đồ nhi đã biết thái bạch đi thu dọn giường cho mộc phong thiếu thanh kéo mộc phong vào nhà bếp lấy gà nướng ra cho hắn ăn mộc phong nói nhị sư huynh thơm quá thiếu thanh nói gà đẻ trứng của đại sư huynh chuyên nướng cho ngươi một phong kéo một cái đùi gà đưa cho Thiếu Thanh, Thiếu Thanh nói. Cậu ăn đi, nhị sư huynh không thích ăn. Một phong lại đến phòng sách, nhìn tử mặt đang sắp xếp sách, đưa đùi gà cho cậu. Tử mặt nói. Tiểu sư đệ, ngươi ăn, ta không thích ăn. Một phong phi nhét vào miệng tử mặt, vô ưu tử đi vào nhìn thấy, cười nói. Tử mặt, ngươi ăn đi. Một phong nhanh chóng chạy đi. Rạng sáng bốn sư huynh đệ sẽ ở trên núi luyện công, buổi sáng tam sư huynh lên núi đào thảo dược. Bố thí người nghèo và sư phụ luyện đan. Một phong cũng không làm việc, một mực luyện công đọc sách viết chữ, xem sách võ học và trị quốc an bang. Vô u tử phải đúng giờ tiến hành bế quan bảy ngày tu hành, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Lúc vô u tử luyện công ở một phong, đến tiên sơn danh xuyên vân du, vừa đi chính là một năm, mấy đồ đệ mỗi người một chức, nhìn nhà bình thường dưới chân núi bố trí kết giới, võ công thấp căn bản không xông vào được. Hôm đó, kết giới dưới chân núi hình như có va chạm, vô ưu tử đang đã tọa nghe được động tĩnh ra khỏi thiền thất, nói với Thái Bạch. Đi xem, người phương nào xông vào. Thái Bạch bay xuống núi. Một phong nhìn sư phụ nói. Sư phụ, cách xa như vậy, sao người nghe được? Vô ưu tử nói. Cái này gọi là ngàn dặm truyền âm, võ công đạt tới độ cao nhất định, trong phạm vi vài dặm có gió thổi cỏ lay gì, liền có thể nghe được. Đây chính là vì sao người đang ngủ, có thể không bị người làm hại, một tia động tĩnh là có thể kinh giác. Trừ phi đạo hành cao hơn, mới có thể lặng lẽ không tiếng động, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại gần. Một phong nói. Vận công như thế nào? Vô ưu tử nói. Vận hành chân khí toàn thân đến tai, nghe bên ngoài. Một phong làm theo, cao hứng nói Sư phụ, con nghe thấy tiếng gió núi và tiếng chim hót Vô U tử nói Hảo hảo luyện Thái Bạch đỡ về một lão già tóc bạc 70 tuổi, cả người đầy vết thương, một cánh tay bị chặt đứt, khí như tơ hồng Vô U tử nói Lấy đan dược Tử mặt lấy ra bình đan, Vô U tử lấy ra một viên đút vào miệng người tới, vỗ nhẹ ăn vào Vô U tử lại nâng bệnh nhân lên đưa lưng về phía ngồi ở phía trước mình, hai bàn tay đánh vào áo ba lỗ, miệng bệnh nhân phun ra máu đen, thở hổn hển một hơi. Vô U Tử nói. Thái Bạch đỡ giường tỉnh dưỡng, vi sư kê ra thảo dược tốt, nấu cho hắn ăn, một ngày ba lần, rất hầu hạ. Thái Bạch cổng bệnh nhân đến phòng khách, vô U Tử viết đơn thuốc, đưa cho tử mặt nói. Phối hợp theo cái này. Vô U Tử hỏi Thái Bạch. Cánh tay của hắn đâu? Có thể nối lại. Thái Bạch nói. Sư phụ, con thấy hắn đã gãy tay, hơn nửa vết thương thối rửa, hẳn là thời gian lâu rồi. Vô U Tử nhìn miệng vết thương, bảo Thái Bạch lấy dao ra, nướng trên lửa, sau đó cắt bỏ thịt nát cánh tay, đắp lên thảo dược dùng vải băng bó lại. Một phong lần đầu tiên nhìn sư phụ cứu người, cảm xúc rất sâu. Hắn đi tới nhà bếp, nhìn Thiếu Thanh đang nhóm lửa sắc thuốc. Một phong hỏi. Nhị sư huynh, Người này bị ai hại thảm như vậy? Thiếu Thanh nói. Hẳn là kẻ thù, người này cũng biết chút võ công, người đã thương hắn cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Một Phong nói. Nhị sư huynh, làm sao anh biết? Thiếu Thanh nói. Quan sát, bình dân bách tính vết thương nhỏ, đều là đại sư huynh cứu chữa, hơn nữa chỉ là thảo dược điều trị là tốt rồi. Lần này sư phụ tự động thủ, dùng chân khí bức ra trong cơ thể hắn độc, đúc đang dược, đang dược rất ít, sư phụ luyện rất nhiều năm hoàng hồn đan. Một phong gật đầu, như có điều suy nghĩ. Bệnh nhân dưỡng bệnh hai ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong hôn mê. Thái Bạch cao hứng nói. Ngươi rốt cục tỉnh rồi, sư phụ đã cứu ngươi. Bệnh nhân một tay bắt lấy Thái Bạch nói. Nhưng vô ưu tử tiên sinh. Thái Bạch nói. Đúng vậy. Bệnh nhân nói. Mau gọi tiên sinh, lão thân có chuyện muốn nói. Vô U Tử mang theo các đồ đệ, bệnh nhân muốn xuống giường hành lễ, Vô U Tử đè hắn lại nói. Ngươi không thể cử động. Bệnh nhân nói. Tiên sinh, ta là tiên đế quốc sư. 18 năm trước, tiên đế muốn lập Hoài Vương làm thái tử, trưởng quản quân quyền Hoài Vương bị triệu vào kinh, trong một đêm, bị Nghĩa Vương gọi là võ lâm cao thủ diệt môn. Sĩ quan phụ tá mang theo vương tử chạy ra, nghe nói tiên sinh thích làm việc thiện võ công cao siêu lão phụ viết thư bảo sĩ quan phụ tá đưa một phong đến đây bảo mệnh học nghệ vô u tử kéo một phong qua nói đây là tiểu vương tử đọc thư của ngươi hiểu được việc này người tu hành chúng ta thành tựu đại nghĩa phổ độ thương sinh hắn đã luyện thành dịch cân kinh quốc sư thấy một phong cao hứng nói hoàng thất có mạch sẽ không rơi vào tay kẻ trộm vô u tử nói Quốc sư nói xem chuyện gì xảy ra. Quốc sư nói. Tiên đế qua đời, nghĩa vương đăng cơ, đầu tiên là giết cả nhà trung vương giao hảo với hoài vương, đoạt binh quyền. Nghĩa vương xa hoa háo sắc, không để ý tới triều chính, quân sư là vu sư ba tư, điều khiển thánh thượng, mỗi ngày ăn đang dược mê tâm trí, trắng trợn giết trung thần. Quân sư cùng tà giáo lâm tiếu thiên trên biển hoa một đám tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc chấm giao su chấm công lâm tiếu thiên cùng trên biển hoa luyện ma công cần không ngừng hấp thu tinh khí người quốc sư liền tu sửa thần đàn cho bọn họ huyết tế thiên đài mỗi ngày tiễn người sống lâm tiếu thiên muốn luyện thành ma công làm minh chủ võ lâm trên biển hoa vì tướng mạo trẻ tuổi đẹp luyện thiếu nữ hồi xuân công chuyên hút dương khí của hài tử lão thân vốn đã cáo lão về quê có người trung lương báo tình hình thực tế lão phu đi hát sa đảo kiểm tra tình hình, không ngờ bị lâm tiếu thiên làm bị thương, cánh tay chặt xuống ném xuống biển cho cá mập ăn. Vô U tử tức giận nói. Năm đó ở dưới chân núi, ta còn dạy dỗ hai người, không nghĩ tới tử tính không thay đổi, tai họa dân gian. Quốc sư nói. Lão thân dựa vào hơi thở cuối cùng đến đây, chính là vì tìm được một phong, hồi triều đoạt lại ngôi vị hoàng đế, giết hai ma đầu, trả lại thanh minh cho nhân gian vô u tử hắn cũng đến lúc nên đi thực hiện chức trách rồi quốc sư kéo tay mộc phong trong mắt tràn đầy chờ mong nói tiểu vương tử ngôi vị hoàng đế vốn là của nhà ngươi trở về báo thù vì dân trừ hại làm hoàng đế tốt tạo phúc cho dân chúng mộc phong đã sớm khóc bù lu bù loa gật đầu nói ông yên tâm cháu sẽ cố gắng hết sức quốc sư cười nói với vô u tử tiên sinh ta có thể an tâm đi rồi nói xong quốc sư nhắm mắt lại một phong khóc lớn lên sư phụ ông nội sao lại chết vô u tử nói hắn đã đứt kinh mạch ngũ tạng bị hao tổn trúng thực cốt tán bất quá là ăn đang dược hồi quan phản chiếu còn có chuyện quan trọng dặn dò chống đỡ một hơi lúc này một phong mới hiểu được vô u tử nói thái bạch sư huynh đệ ngươi giặt sạch sẽ cho hắn mặc quần áo tử tế khiêng đến trong sơn động nhỏ xa vách núi không người đi, bỏ vào dùng đá bịt kín cửa động, miễn cho giả súc cùng diều hâu đi vào, để lão nhân gia sớm ngày siêu độ. Vô U Tử nhìn một phong nói. Hắn có ân với ngươi, tiễn lão nhân đoạn đường cuối cùng. Thái Hoa Sơn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vô U Tử nói. Một phong, ngươi gánh vác trọng trách nên đi hoàn thành. Nhưng bằng ngươi bây giờ công phu, vẫn không thể đánh bại lâm tiếu thiên cùng hải hải hoa bọn họ cũng là võ lâm tiền bối cùng vi sư cùng một sư môn bởi vì hai người rơi vào ma giáo bị trục xuất sư môn ngươi cần lại học một môn tuyệt thế võ công mới có thể báo thù thái hoa sơn giang vân chu là nhị sư thúc của ngươi vô ảnh kiếm là tuyệt học của hắn sáng lập phái hoa sơn vô u tử giao cho một phong một phong thư một phong quỳ xuống dập đầu ba cái không nỡ nói sư phụ đồ nhi đi rồi ngày sau lại đến thăm người vô u tử phất phất tay xoay người đi thiền phòng mộc phong nhìn bóng lưng sư phụ mang theo tiếng khóc kêu lên sư phụ thái bạch kéo mộc phong đưa cho hắn một bao quần áo nói tiểu sư đệ bên trong là lộ phí bánh bột ngô cùng quần áo chiếu cố tốt chính mình thiếu thanh cầm áo choàng đội đầu cho mộc phong tử mặt kéo tay Mộc Phong nói. Tiểu sư đệ, thật luyến tiếc ngươi đi, ngươi còn trở về không? Mộc Phong ông tử mặt nói. Còn không biết. Xem tình huống đi, sẽ đến thăm sư phụ và các ngươi. Thái Bạch nói. Đi thôi, thời gian không còn sớm. Mộc Phong ông thiếu thanh, cùng Thái Bạch xuống vách núi, theo con đường nhỏ, một bên là thác nước. Mộc Phong lặng lẽ lấy tay lau mắt quay đầu nhìn nhị sư huynh tam sư huynh phất tay, đi theo đại sư huynh xuống núi. Vân mộng sơn bốn mùi như xuân, đại thụ thường xanh, bách hoa bất bại, sơn xuyên thác nước, hạp cốc thanh u, xứng đáng với cái tên tiên sơn mộng cảnh. Một phong nhìn những cảnh đẹp này, trong lòng rất khó dứt bỏ. Đến cửa núi, Thái Bạch mở kết giới, nhìn một phong nói. Tiểu sư đệ, giang hồ hiểm ác, cẩn thận người xấu. Một phong ông Thái Bạch nói đại sư huynh, cảm tạ ngươi 15 năm hầu hạ. Thái Bạch cười nói, ta và ngươi có duyên gặp nhau, không có gì, mỗi người đường bất đồng, ngươi là nhân trung long phượng, nên đi cứu giúp chính nghĩa, không giống sư huynh ba người, rời xa giang hồ. Một phong thật lòng không muốn rời đi, một bước ba quay đầu lại. Thái Bạch đưa mắt nhìn tiểu sư đệ đi xa, một lần nữa bố trí kết giới. Một phong sải bước, một thân áo trắng, hiệp phong ngạo cốt, đi về phía Trường An. Một phong ngày đi trăm dặm, buổi tối ở trên đất hoang đốt một đống lửa, ăn chút bánh bột ngô, trên cành cây nằm xuống ngủ mấy canh giờ, tiếp theo lên đường. Không mấy ngày, liền đến cố đô Trường An, phố Trường An thập phần phồn hoa, một phong không có thưởng thức, nghĩ không xa, liền tìm một khách sạn ở một đêm. Một phong tìm một cái bàn ngồi xuống, đem bao phục đặt ở một bên, nhìn lướt qua đại sảnh, rất nhiều người, nằm lai bắt vãng, thương nhân quan gia. Một phong gọi một bát mì, tiểu nhị nhìn hắn, lại đề cử thịt bò, một phong ngượng ngùng cự tuyệt, muốn. Một phong tháo áo choàng xuống, tóc đen buộc đỉnh, áo trắng trường sam, tư thế hiên ngang oai hùng, phong độ nhẹ nhàng, trở thành một vị chói mắt nhất khách sạn. Mọi người nhao nhao ném tới ánh mắt khác thường. Một phong cúi đầu ăn, chưa bao giờ xuống núi, hắn đã từng trải đời, không khỏi có chút kích động. Hắn nhanh chóng ăn xong, đi lấy bao quần áo nhưng không thấy đâu. Hắn nhìn bốn phía một chút, trước cửa có một người mày trộm mắt chuột, đang ôm bao quần áo của hắn, chạy ra ngoài. Một phong bước một bước dài, vọt tới cửa, bắt lấy tên trộm, nhẹ nhàng nhấc hắn lên không trung. Tên trộm sợ tới mức qua qua kêu, nhanh chóng cầu xin tha thứ. Hảo hán tha mạng, tiểu nhân nhận sai rồi. Tất cả mọi người vỗ tay ủng hộ, một phong lấy lại đồ, liền thả tên trộm, không làm khó đánh hắn hắn nhớ tới lời của sư phụ phải tha người và tha người mọi người đều vỗ tay khen ngợi tên trọng xám xịt rời đi một phong kết tiền cơm lại muốn một phòng lên lầu nghỉ ngơi ngày hôm sau một phong rời giường sớm ở khách sạn ăn bánh bao thịt dê liền xuất phát phố xá trên đều còn không có khai trương hắn xuyên phố hướng đông đi thái hoa sơn ngay tại trường an phía đông đi một ngày một phong tới hoa âm địa giới liền thấy được Tây Nhạc Thái Hoa Sơn nguy nga, vốn có kỳ hiểm thiên hạ đệ nhất sơn. Nhìn Thái Hoa Sơn từ xa, từng ngọn núi đột ngột mọc lên, không tương liên, hình thái muôn vàng. Có người giống như cây tùng uống lượng hướng lên trên, có người giống như một đóa hoa sen nở rộ, có người giống như một thanh kiếm sắc bén. Ngọn núi nguy hiểm dựng đứng, quái thạch lởm chởm, giống như không cẩn thận sẽ ngã xuống. Một phong nhớ lại trong sách nói, Diễn hóa lịch sử của Thái Hoa Sơn có thể ngược dòng đến 2,7 tỷ năm, trong Sơn Hải Kinh có ghi Núi Thái Hoa được gọt thành bốn phương, cao 5.000 nhận, rộng 10 dặm Hoa Sơn cảnh sắc bốn mùa bất đồng Một phong đến Thái Hoa Sơn dưới chân, cửa núi Hoa Sơn phái đệ tử, thấy có người ngoại, vội hỏi Người tới người phương nào? Một phong tiến lên thở dài nói Tại hạ vô ưu tử đồ đệ, đến bái sư học nghệ Đệ tử nhanh chóng chạy về đạo viện, nói với đạo nhân gầy gò đang luyện kiếm. Giáo chủ, có một thanh niên tự xưng là đồ đệ vô ưu tử ở cửa núi. Giang Vân Chu nghe xong, lập tức thu kiếm nói. Khách quý, mau cho mời. Đệ tử trở lại mở cửa đá nói. Cho mời. Một phong theo đệ tử, đi lên bậc thang cao, tới Ngọc Tuyền Viện. Ngọc Tuyền Viện nằm ở cực nam đường Ngọc Tuyền, là nơi môn hộ của Thượng Thái Hoa Sơn, cũng là khởi điểm của một con đường ở hoa sơn ngọc tuyền viện là nơi ở của phái hoa sơn lưng dựa vào hoa sơn khí thế rộng lớn bốn phía tường đỏ ngói xám cổ mọc chọc trời trong viện bóng xanh che trời hành lang gấp khúc khúc quanh co một phong đi qua sân đến phòng khách hai bên bày rất nhiều ghế dựa giang vân chu đứng ở cửa đánh giá một phong vuốt trâu hài lòng gật đầu một phong vội vàng tiến lên quỳ xuống dập đầu nói tại hạ vô ưu tử tứ đồ đệ, tìm thư uyển bái kiến sư thúc. Giang Vân Chu vội đỡ một phong dậy nói. Hiền chất mời dậy, đại sư huynh khỏe không? Một phong đứng lên. Tạ sư thúc, sư phụ rất tốt. Hai người ngồi xuống, một phong lấy thư ra, hai tay trình lên Giang Vân Chu. Giang Vân Chu mở thư ra, bắt đầu đọc. Một phong nhìn sư thúc tinh thần to lớn, cao gầy, tóc bạc trâu dài, phỏng chừng cũng trên trăm tuổi. Giang Vân Chu xem xong thư nói: Hảo hảo, hiền chất ở lại, lão thân nhất định sẽ truyền tuyệt học cho ngươi. Mộc Phong nhanh chóng quỳ xuống, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi bái một cái. Giang Vân Chu đi kéo Mộc Phong, dùng năm thành công lực thăm dò, không ngờ Mộc Phong vẫn không nhúc nhích. Giang Vân Chu kinh hô: Ngươi luyện thành dịch cân kinh rồi? Mộc Phong nói: Đúng vậy, sư phụ. Giang Vân Chu nói. Vậy là tốt rồi, nội công chân khí đều tuyệt hảo, học kiếm cũng rất dễ dàng. Giang Vân Chu phân phó đại đệ tử bên cạnh nói. Hoa Phong, dẫn hắn đi ăn cơm trước, dọn dẹp phòng đơn cho hắn ở. Một Phong đi theo vòng qua mấy khúc cua, đến nhà ăn phía sau, Hoa Phong dặn dò đệ tử bưng cháo dưa muối tới, một Phong ăn như hổ đói, hắn thật sự đói bụng. Hoa Phong gọi sư đệ đi quét dọn phòng sau khi một phong ăn no hoa phong dẫn hắn ra ngoài viện tắm dưới thác nước phía sau núi mùa hè non nước mát mẻ rất thoải mái một phong trở lại phòng ngã đầu liền ngủ trên núi mát mẻ gió núi nhẹ nhàng khoan khoái ngủ cũng đặc biệt hơn một phong đi đường mệt chết đi được ngủ thẳng đến sáng đợi cậu tỉnh lại mặt trời lên cao đệ tử phái hoa sơn đã luyện võ xong buổi sáng giang vân châu vừa vặn đến thăm hắn Mộc Phong ngượng ngùng nói: "Sư phụ, dậy muộn." Giang Vân Chu hòa ái nói: "Bôn ba đường xa, đặc biệt để em ngủ nhiều một chút." Vô ảnh kiếm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Giang Vân Chu hỏi: "Hiền chất có quen không?" Mộc Phong nói: "Tốt lắm, Đồ Nhi đã bái sư, chính là đệ tử phái Hoa Sơn, sư phụ không cần khách khí." Giang Vân Chu nói: hôm qua sắc trời đã tối, ngươi đi nhà ăn ăn cơm, ra hậu viện gặp sư mẫu và khuyển tử. Mộc Phong nói. Đã biết, sư phụ. Mộc Phong đến nhà ăn, đầu bếp đại thúc hơi béo, tướng mạo hiền lành, hắn cười nói. Mới tới. Đường chủ dặn giữ lại cho cậu. Mộc Phong cười nói. Ngại quá, ngủ quên rồi. Chú nói. Không sao, một phong bưng cháo bánh bao dưa muối lên ăn ăn cơm xong một phong đi tới hậu viện phòng ở của giang vân chu hậu viện không lớn có một chính hai sương phòng mỗi phòng ba gian chính phòng là gia quyến giang vân chu sương phòng là gia quyến tả hữu trưởng lão một phong đến phòng chính một phòng khách hai bên là phòng ngủ giang vân chu ngồi bên cạnh bàn bát tiên xem ra đang đợi một phong một phong vào cửa cúi đầu nói Sư phụ, đồ nhi tới. Giang Vân Chu khoát tay nói. Ngồi đi. Một phong ngồi xuống ghế khách bên cạnh. Giang Vân Chu hô một tiếng. Đi ra. Bên phải phòng ngủ đi ra một cái hơn ba mươi tuổi, có vài phần tư sắc, mặt phấn y váy xanh. Nữ nhân lắc lắc vòng eo, phong tình vạn chủng đi ra. Cô gái nhìn thấy một phong đẹp trai tiêu sái, không khỏi nhìn chầm chầm, có chút không bước nổi. Giang Vân Chu ho khang một tiếng, người phụ nữ vội vàng dời tầm mắt, nũng nịu nói. Đây là cháu trai. Giang Vân Chu nói. Phu nhân, Mộc Phong là đệ tử quan môn của Đại sư Huynh, đề cử đến đây, hiện chất là người tôn quý. Giang Vân Chu ngụ ý ở ngoài lời. Người không thể ngã ngớn. Mộc Phong vội thở dài nói. Bãi kiến thím. Phu nhân kéo tay Mộc Phong, cười khanh khách nói. Hậu sinh thật tuấn tú một phong đỏ mặt, xấu hổ rụt tay về. Nữ nhân cười khanh khách, cành hoa rung rẩy, mang theo phóng đảng. Giang Vân Chu nhíu mày, lại ho khan vài tiếng, ý bảo nữ nhân rụt rè. Đúng lúc này, một người đàn ông bước vào, đầu đầy mồ hôi, vừa vào cửa vừa nói. Cha, gọi con về có chuyện gì? Giang Vân Chu nói. Thần nhi, đây là một phong, từ Vân Mộng Sơn đến, hẳn là em họ. Một phong lập tức hành lễ bái kiến huynh trưởng. Hoa thần ước chừng 30, có vài phần lười nhát, vóc dáng năm thước, gầy yếu, xem ra công phu bình thường. Hoa thần mất hứng nói. Gọi tôi về đây, đang đuổi theo thỏ. Giang Vân Chu tức giận nói. Nghịch tử, không hảo hảo luyện công. Hoa thần hờ hững, điếu nhi lan ngồi xuống, liếc mắt, miệng lầm bầm. Trách ai, còn không phải bởi vì mẹ đi sớm, không ai quản. Giang phu nhân vội vàng tiến lên, giúp hắn lau mồ hôi trán nói. Lão gia, ngài không thể bớt nói vài câu. Giang Vân Chu nhìn hai người, tức giận nói không ra lời. Một phong thấy tình huống không tốt lắm, liền cáo từ. Một phong mơ hồ cảm thấy, Giang sư thúc sống không vui lắm. Ra khỏi viện, Hoa Phong đã chờ, một phong kêu một tiếng. Sư huynh. Hoa Phong nói. Sư đệ, đến sân luyện tập một phong theo hoa phong xuất viện đến một sân thượng lớn ở phía sau núi các đệ tử phái hoa sơn đang luyện kiếm mấy chục đệ tử mặc áo trắng thân thể thon dài cầm bảo kiếm trong tay đang luyện kiếm thân hình bọn họ nhanh nhẹn động tác thuận lợi mỗi chiêu mỗi thức đều nhất trí không hề sai lệch một phong hỏi sư huynh những đệ tử này luyện bao lâu rồi hoa phong nói không nhiều hơn ba năm hoa phong chỉ vào người dẫn đầu nói tạ trưởng lão một phong nhìn lại bốn năm mươi tuổi một thân hiệp khí hoa phong vẫy tay tạ trưởng lão bay lên một kiếm hướng một phong đâm tới hoa phong hoảng sợ vội rút kiếm bảo vệ lẫn nhau tạ trưởng lão đây là tiểu sư đệ ngươi làm gì một phong không chút hoang mang nói sư huynh không cần kinh hoảng một phong vận hành chân khí toàn thân phát lực một khắc kiếm rơi xuống bị bắn trở về. Một phong bay lên, cùng tạ trưởng lão gọi tới, tạ trưởng lão cường thế tiến công, một phong bình tĩnh phòng thủ, chiêu chiêu phá giải. Một phong biết tạ trưởng lão đang thăm dò công phu của hắn, làm vãn bối, một phong sẽ không ra chiêu đánh trả, như vậy rất không lễ phép. Tất cả đệ tử dừng lại, nhìn hai người tỷ thí không chớp mắt. Thấy một phong tuổi còn trẻ, khinh công có thể sánh vai tạ trưởng lão hơn nữa còn có thể ngăn cản nhiều chiêu, nhao nhau khen ngợi. Mười mấy hiệp, tả trưởng lão thu hồi kiếm, rơi xuống đất. Một phong cũng rơi xuống đất, hai tay thở dài nói. Sư thúc, mạo phạm rồi. Tả trưởng lão đem kiếm cất vào, giao cho hoa phong. Tả trưởng lão tới gần một phong, vỗ vỗ ngực hắn nói. Tiểu tử, không sai, học được ở dịch cân kinh chân tuỷ, vô ưu tử cho ngươi học công này, cũng biết ngươi tất là anh tài, anh hùng xuất thiếu niên. Tất cả mọi người nghe xong, đều tắm tắt tháng phục. Dịch cân kinh chính là võ học đứng đầu, càng là bản lẽ. Mộc Phong nói. Sư phụ quá khen, Mộc Phong lưng đeo thù nhà, sư phụ thu dưỡng giáo đạo, được lão nhân gia ưu ái. Tạ trưởng lão còn nói. Ngươi lần này là vô ảnh kiếm của học đường chủ phải không? Mộc Phong nói. Đúng vậy, sư thúc, đệ tử muốn báo thù tả trưởng lão nói. Hảo hảo học, ta chờ cũng không kịp ngươi. Một phong nói. Đệ tử còn nhỏ, tư lịch còn thấp, hẳn là nên học tập các vị tiền bối sư huynh. Tả trưởng lão thấy một phong đẹp trai có phong độ, tự mang cao quý, tìm thư quyển võ công cao cường, rồi lại xin lỗi có lễ, rất là thích. Liền cười nói. Cần cái gì, chỉ cần tìm sư thúc. Một phong nói. Đa tạ sư thúc. Giang Vân Chu sai người tới gọi. Đường chủ cho mời một Phong. Một Phong cáo từ, đi theo người tới trở lại phòng khách. Giang Vân Chu bất đắc dĩ nói. Hiền chất, làm cho người chê cười, chuyện xấu trong nhà. Hoa thần mẹ đẻ khó sinh qua đời. Từ nhỏ nuông chiều, sợ chịu khổ, không hảo hảo luyện võ, thân thể yếu đuối, dưỡng một thân tật xấu, không học vấn không nghề nghiệp. Sư mẫu là chạy nạn xin cơm ngất ở chân núi, cứu trở về ở lại chỗ này, ba lần hai lần câu dẫn, chuốt say lão thân, không nói làm bẩn sự trong sạch của thiếu nữ nàng, lại dựa vào kết thành vợ chồng. Trên lệch lớn như vậy, nàng có thể là coi trọng ta là đường chủ, cũng không phải là thật lòng sống qua ngày. Gia môn bất hạnh nha. Một phong nói. Sư phụ, mỗi nhà đều có một quyển kinh khó niệm. Giang Vân Chu nói. Một phong, ngươi tới vừa vặn, sư thúc đã bắt đầu tu đạo, giống như đại sư huynh đang lo vô ảnh kiếm không có truyền nhân ngươi tới vừa vặn truyền cho ngươi sư phụ có thể an tâm mộc phong nói đa tạ sư thúc giang vân chu nói có thể truyền tuyệt học của sư phụ cho ta cũng coi như không tiếc ngươi cũng có duyên nhờ có đại sư huynh dạy ngươi nội công bồi dưỡng ngươi ưu tú như thế giang vân chu lấy ra một quyển kiếm phổ nói đây là kiếm thuật của sư phụ ta vô ảnh kiếm kiếm phái đứng đầu nhiều lần luận kiếm đoạt giải nhất võ lâm được hưởng thánh danh lão thân một mực tìm kiếm kiếm phổ hữu duyên chỉ có ngươi mới thích hợp học sư huynh đây là thành toàn cho ta một phong quỳ xuống nhận lấy kiếm phổ dập đầu ba cái sư phụ giang vân chu nói sách này truyền cho ngươi không thể rơi vào tay người xấu ta vẫn cất giấu sợ bị chó con trọng đi rất nhiều người theo dõi sách này đã lâu ngươi cần phải cẩn thận một Phong nói. Đệ tử nhớ kỹ, bảo quản thật tốt. Nam Phong học nghệ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Giang Vân Chu mang theo một phong, xuyên qua dãy núi rừng rậm, đi tới Nam Phong, đỉnh núi cao nhất của hoa sơn ngũ phong. Bay đến một cái bình đài trên vách núi, có một sơn động, bên trong thập phần rộng rãi. Khoảng mấy trăm mét vuông, ăn uống ở đầy đủ mọi thứ. Bên ngoài động có một con suối, chảy xuống đáy cốc, Giang Vân Chu nói. Ngọn núi này người bình thường không lên được, cái động này cũng rất ẩn mật, ta cùng tạ trưởng lão phát hiện, tu chỉnh một chút, lúc bế quan dùng, cũng dự định ngày sau ở chỗ này tu hành xuất đạo. Giang Vân Chu còn nói. Đi, dẫn ngươi lên đỉnh núi nhìn xem. Hai người nhảy lên đỉnh núi, hiểm trở xinh đẹp. Một phong nhìn bốn phía, dãy núi vần quanh, cao vút trong mây, tùng bách xanh biếc, núi đá hình thù kỳ quái, biển mây cuồn cuộn dưới chân, cảm giác như đang ở trên mây. Một phong nói. Sư phụ, cao hơn vân mộng sơn. Giang vân chu cười ha ha. Tam sơn ngũ nhạc là các ngọn núi nổi tiếng khác nhau của Trung Quốc. Tam sơn. Hoàng sơn, lư sơn, nhạn đáng sơn. Tam sơn ngũ nhạc trải rộng khắp vùng đất hoa hạ, hoặc trải dài hàng ngàn dặm, hoặc cao chót vót trên lưu vực đồng bằng, đặc biệt nguy hiểm ngọn núi nổi tiếng của trung quốc là nơi thờ cúng các vị thần núi cổ đại quan niệm ngũ hành và nơi phong thiền của các vị vua lấy trung nguyên làm trung tâm đặt tên theo hướng đông tây nam bắc và trung tâm ngũ nhạc trở về mà không nhìn thấy núi ngũ nhạc được gọi là đứng đầu danh sơn trung quốc có hai ý nghĩa là cảnh quan và văn hóa ngũ nhạc có đặc sắc riêng đông nhạc thái sơn chi hùng tây nhạc hoa sơn chi hiểm nam nhạc hành sơn chi tú Bắc Nhạc hàng Sơn Chi Kỳ, Trung Nhạc Tung Sơn Chi Tuấn. Vân Mộng Sơn là tiên cảnh thánh địa, cây mọc thanh hoa bất bại, rời xa trần thế, tổ tiên đạo giáo tu hành nghiên cứu vũ hóa thành tiên. Mộc Phong nói, Sư phụ có phải tuổi rất lớn không? Giang Vân Chu nói, Đại sư Huynh sắp 200 tuổi, hắn tu đạo thành tiên, sư phụ ta Vân Hạc tiên sinh năm 600 tuổi mới thành tiên. Mộc Phong ngạc nhiên nói, Thành tiên. Giang Vân Chu nói. Đúng vậy, vũ hóa phi thăng thượng tiên. Lữ Đồng Tân không phải cũng là tu đạo thành tiên, đạo giáo vốn là chủ kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão thuật. Sư phụ ta là truyền nhân đời thứ ba của đạo giáo, một thân vô số tuyệt học, âm dương bát quái, không gì không biết. Thu bốn năm đệ tử. Sợ chúng ta mâu thuẫn lẫn nhau, đem các loại tuyệt học của lão nhân gia truyền cho mấy đệ tử. Dạy đại sư huynh tu đạo thành tiên, ta học kiếm thuật tam sư muội tập độc tứ sư đệ quyền ngũ sư muội y dược châm cứu tam sư muội tứ sư đệ rơi vào ma giáo bị sư phụ trục xuất sư môn nghe nói làm nhiều chuyện ác nguy hại tứ phương mộc phong nói đúng kẻ thù của tôi chính là hai người bọn họ giang vân chu nói ta hiểu ý sư huynh rồi hiền chất học cho tốt quốc gia nguy nan dân gian khó khăn đã đến lúc ông trời khảo nghiệm ngươi rồi đến ngày cứu giúp chính nghĩa, ta và sư huynh sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ ra tay tương trợ, trừ ác ma, đi ô trọc, khôi phục thái bình thịnh thế, giúp ngươi quản lý tốt thiên hạ. Mộc Phong nói. Tạ sư thúc. Giang Vân Chu nói. Ngươi an tâm luyện ở đây, đồng Tây tạ trưởng lão hai ngày đưa một lần. Mộc Phong nói. Không cần phiền toái, tôi tự làm là được. Giang Vân Chu nói. Đã phí thời gian. Lại phiền phức, đưa lên hâm nóng một chút là được. Một phong nói. Vậy làm phiền sư phụ tạ trưởng lão rồi. Một phong bay vào trong động bắt đầu luyện kiếm. Vô ảnh kiếm lấy nhanh chuẩn độc ra chiêu, hóa thành vô hình, để cho đối thủ không có cảm giác đánh thẳng vào sơ hở. Vô ảnh kiếm có tám chiêu. Chiêu thứ nhất hổ đói vô mồi kiếm chỉ ngực, chính diện ra chiêu. Bắn nhầm một phát, lập tức thu hồi, hành vi mê hoặc thứ hai đập cửa sau khi quay lại chiêu thứ nhất, đột nhiên lại ra tay, chính diện ra tay, khi đến gần đối thủ, đột nhiên chỉ xuống phía dưới. Lời bài hát Bro cần am phía trước ra chiêu, nghiêng về cánh tay. Muốn chém Chiêu thứ tư một kiếm phong hầu tấn công bên hông, lấy thẳng động mạch chủ cổ. Sau chiêu thứ năm, xuất phát từ trái tim. Phía trước xuất kiếm, đột nhiên vòng ra phía sau, đâm thẳng vào áo ba lỗ chiêu thứ sáu kiếm lấy eo mắt đây là chiêu thức thực tế lá thứ bảy cuốn lá rụng nhanh chóng xuất kích nội lực chân khí để kiếm quay về một chiêu đánh xuyên đối thủ bụng khí hải chiêu thứ tám khí quán cầu vòng thừa dịp chưa chuẩn bị từ trên xuống dưới cắm thẳng đỉnh đầu thoạt nhìn rất đơn giản nhưng cần nội công chân khí thâm hậu hư thực kết hợp khiến kiếm nhanh như tia chớp nhu như nước du động như nước chảy mây trôi dùng tốc độ nhanh nhất biến chiêu tiến công mấy chiêu thức liền mạch lưu loát, làm cho đối phương còn chưa phản ánh được, không biết kiếm chỉ phương nào, đã xuống tay. Một phong học qua nhiều năm, nội lực vận kiếm không tốn sức, nhưng động tác chậm chạp, kiếm bay cứng rắn, cũng không biến ảo, rất khó xuống tay. Một phong tinh tế lĩnh hội mỗi một chiêu khẩu quyết, dung hợp nội lực chân khí, bức hướng kiếm đoan, đầm hướng thạch bích, lập tức núi đá vỡ vụn. Một phong vẫn ngại tốc độ quá chậm, thử hết lần này đến lần khác, vài giây cuối cùng trong nháy mắt kiếm đã bay ra ngoài lại trở về vận dụng tự nhiên một phong đem nội công chiêu thức trong dịch cân kinh vận dụng vào trên kiếm cương nhiên kiếm phi vô hình như nước chảy mây trôi tự nhiên chỉ kia đánh lấy kiếm như tia chớp một kích trí mạng một phong nhiều lần luyện tập nghiên cứu trên cơ sở vốn có lại thêm vào tâm đắc của mình khiến cho kiếm pháp nhanh hơn nhẹ nhàng chuẩn lợi giống như một con rồng bay qua bơi lại xoay quanh bỗng nhiên vô hình đâm trúng mỗi một bộ vị trí trí mạng một phong vào động ba tháng tả trưởng lão thường đến lúc trước xem một phong khắc khổ luyện tập hắn rất thích một phong nghe nói thân thế của hắn rất kính trọng buông đồ xuống liền đi một phong luyện thành kiếm pháp lúc này mới rảnh rỗi thấy tả trưởng lão khách khí nói sư thúc đa tạ người chiếu cố một phong mới dốc lòng luyện tập tả trưởng lão nói một phong ngươi là kiêu ngạo của võ lâm gánh vác trọng trách xã tắc của võ lâm tìm thư uyển chúng ta bội phục ngày sau hội triều phục quốc phái hoa sơn nguyện xuất lực mỏng manh giúp ngươi thành công một phong vội vàng quỳ xuống dập đầu tạ sư thúc tạ trưởng lão kéo một phong nói nhìn xem ta đặc biệt bảo nội nhân làm sủi cảo cho ngươi mau ăn đi một phong vui vẻ ăn nói với tạ trưởng lão sư thúc con học thành rồi có thể xuống núi rồi tả trưởng lão nói thật sao một phong nói đúng vậy cơm nước xong một phong nói sư thúc ngươi khảo thí ta tả trưởng lão cầm lấy kiếm một phong cầm cành cây hai người tỉ thí tả trưởng lão xuất kiếm một phong một chiêu hóa ra một phong lao thẳng vào ngực tả trưởng lão dùng kiếm bảo vệ ngực một phong bỗng nhiên trượt xuống hạ thể tả trưởng lão lại bảo vệ phía dưới một phong vung kiếm chỉ vào cánh tay, tạ trưởng lão né tránh; một phong nghiêng về cổ, tạ trưởng lão thả người nhảy lên; một phong theo hướng sau tâm, tạ trưởng lão dùng kiếm ngăn cản; một phong đâm vào bên hông, tạ trưởng lão lui về phía sau; một phong kiếm bay ra, đánh rơi tạ trưởng lão kiếm, đâm vào bụng. đương nhiên một phong chỉ điểm đến khi dừng, tạ trưởng lão mệt đến thở hồng hộc. hắn nói: khó lòng phòng bị, không có lực chống đỡ, tùy thời một chiêu liền đánh trúng. xuất kỳ bất ý. Công kỳ bất bị, như hình với bóng, biến ảo khó lường. Mộc Phong nói: "Sư thúc, bộ kiếm pháp này quả nhiên lợi hại, nếu không phải nội công thâm hậu, người có nền tảng thì tuyệt đối không học được, khó trách lúc trước sư phụ để cho con học 18 năm, luyện thành dịch cân kinh mới học vô ảnh kiếm." Tạ trưởng lão nói: "Mộc Phong, Vô ưu Tử cùng Đường Chủ đều là võ lâm đỉnh cấp cao thủ, mỗi người thân mang tuyệt kỹ, công lực thượng thừa." Bọn họ đều truyền thụ cho ngươi, ngươi sẽ tập hợp chúng gia sở trưởng, uy chấn thiên hạ. Mộc Phong nói. Sư Thúc, con chỉ muốn báo thu Phục Quốc, không muốn tranh danh lợi. Mộc Phong thu dọn hành lý xong, đi theo tạ trưởng lão xuống núi.